Chương 11 Chỉ mành treo chuông Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com May mắn có nha hoàng đỡ, tiêu như tài không có chật vật té ngã, trên mặt nghiễm nhiên nổi lên vẻ giận dữ, chỉ vào này hạt nô nói. Một đám đồ ngu còn chưa động thủ, chạy nhanh đem hắn bắt lại. Giảng cẩm ngước mắt vừa thấy, đã thấy chàng tiêu như nhân dĩ nhiên là A Phượng. A Phượng đem tiêu như phá khai về sau, tuy rằng ngã xuống thượng, thân thể hơi hơi run rẩy, hiển nhiên miệng vết thương vỡ ra, đau đớn khó nhịn, nhưng mà đám kia thô lỗ nô tài vừa lên đến khi, hắn giống trung cổ dường như thân thể đột nhiên bắn ra, kịch liệt giải dụ. Nhưng là một người nơi nào địch nổi một đám người, rất nhanh bọn họ liền đem vẻ mặt giữ tợn A Phượng chế phục trụ. Tiêu như ghét bỏ hắn một thân thối vị, không đồng ý tới gần, chỉ làm cho cái tráng kiện nô tài chiếc hắn một chân, nhưng hắn hai đầu gối đều quỳ gối thượng. A Phượng tự hồ thực chán ghét bị nhân như vậy đối đãi, vẻ mặt bỗng chốc dữ tợn, trở nên thập phần hung ác, theo trong cổ họng lại phát ra đè nén mà khàn khàn gầm rú, cả người dường như một đầu muốn ăn thịt người giả thú. Giảng Cẩm cũng nhìn xem có chút kinh hải động phách, đồng thời lại ngạc nhiên, nàng không biết A Phượng cư nhiên sẽ vì nàng kích động như vậy. Hắn ký mắt bị mù, lại kéo một bộ thương khu, hiện tại lại hại hắn chật vật đến tận đây. Nhất thời nghĩ đến, giảng cẩm tâm tình phức tạp. Tiêu như dường như đoán được nàng tâm tư, đỡ nha hoàng cánh tay đi đến nàng trước mặt, từ trên xuống dưới lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, ngữ khí vô cùng ngạo mạn, hoặc là ngươi ăn thượng bẩn này nọ, hoặc là ta liền tra tấn hắn. Giảng cẩm nhấp hé miệng nói, ta chính mình đến. Vài cái nô tài chần chờ nhìn về phía tiêu như, thấy nàng sử cái ánh mắt có thế này buông tay. Nào biết nói bọn họ vừa nhất buông tay, giảng cẩm một phen nắm lấy tiêu như thủ, tiêu như kinh ngạc thét chói tai. Ngươi làm gì? Giảng cẩm lại bổ nhào vào tiêu như trên người, lại kháp nàng cổ thối lui đến lan can chỗ. Lan can ngoại là thứ lãnh hồ nước. Tiêu như giận nghiêm mặt quát lớn. Giảng cẩm ngươi điên rồi. Giảng cẩm giận nàng. Ta xem là ngươi điên rồi, cứng rắn là muốn ép nhân ăn hắc đến thượng bẩn này nọ. Ngươi đây là cung đấu lý ác độc nương nương, vẫn là trạch đấu lý nhà giữa lão bà. Tiêu như đâu chịu nổi như thế ủy khuất, lại trước mặt mọi người mặt càng cảm thấy mặt mất hết, tim cổ họng hô. Các ngươi này đó tiện nhân còn không mau đi lại. Giảng cẩm đỉnh nàng cầm, làm cho nàng không thể nói chuyện, chỉ có thể oán hận trừng đi lại. Giảng cẩm nhìn như không thấy, khẽ cười nói. Theo ta thấy, ngươi có thời gian cũng đừng hạt chỉnh này đó làm khó dễ nhân biện pháp, nhưng là dùng để nhiều đọc sách, hướng trong ốc trang điểm tri thức. Tiêu như nhìn đến một đám nô tài đều đốn ở tại chỗ, chính mình lại bị nàng thục lạc, quả thực tức giận đến xem thường thẳng phiên, hung tợn nói. Nơi này là tiêu gia, ngươi không tha ta, chẳng lẽ tưởng thông qua kìm kẹp ta đi ra ngoài, đừng có nằm mộng. Giảng cẩm cười trạt nàng óc. Tiểu ngu ngốc, ai nói ta muốn kìm kẹp ngươi đi ra ngoài. Tiêu như cắn răng nói. Lại bảo ta một tiếng thử xem giảng cẩm bỗng nhiên ở nàng bên tai nhẹ giọng nói. Không nghe nói qua một câu sao, giết người cũng muốn kéo cái đệm lưng. Tiêu như nháy mắt sắc mặt mất hết, ngươi dám. Vừa dứt lời, bên hông đã bị nhân nắm chặt, nàng không thể hoài nghi trợn to mắt, lại nhìn đến giảng cẩm triều nàng mỉm cười, lập tức lôi kéo thân thể của nàng hướng trong hồ rớt đi xuống. Phù phù một tiếng, xưa nay bình tĩnh mặt hồ bắn tung tóe khởi đóa đóa bọt nước. Toàn bộ đình đều nổ anh. Tiêu Nguyệt nghe được tin tức đuổi tới khi, trong đình đã người ngã ngựa đổ, Tiêu Như vừa mới bị nhân phù lên bờ, cả người ướt đẫm, thân mình bị hồ nước băng rung lên phát rung, chính thấy Tiêu Nguyệt sải bước đi tới nói: "Giảng Cẩm Nhân ở nơi nào?" Tiêu Như cười lạnh nói: "Đến cùng ta còn là không phải ngươi thân muội muội." Tiêu Nguyệt xưa nay đối này điêu hoa nang hầu hạ muội muội không quen nhìn, cầm trụ nàng bờ vai, sắc mặt xanh mét nói: "Nói hắn đến cùng ở đâu?" Tiêu như khóe môi khinh câu, mặt mang trào phúng nhìn về phía hắn, nhị ca, ngươi gấp cáo gì, hắn nếu thực chết đuối không phải chính hợp ngươi ý. Tiêu Nguyệt ánh mắt dạo qua một vòng vẫn là không phát hiện giảng cẩm tung tích, sắc mặt đã trầm nhất tiệt, lại nghe đến tiêu như như vậy hỏi hắn, trong lòng thầm mắng câu ngu xuẩn, nói. Hắn đã chết, chân vương có thể từ bỏ ý đồ. Thả không từ mà biệt, nếu trước bị đại ca phát hiện, người ta đều phải thường tận đau khổ. Tiêu như nào biết đâu rằng này phiên nội tình, nghe xong tài cảm thấy nghĩ mà sợ, chần chờ nói. Nhưng là nhị ca, đại ca hắn hướng đến không phải thực chán ghét chân hầu phủ nhân, giảng cẩm đã chết, hắn đã chết, chân vương liền có lý do náo đến hoàng đế trước mặt, nay chúng ta tiêu gia khí thế chính vượng, hoàng đế đã sớm tưởng tìm lý do áp áp chúng ta khí diễm. Tiêu Nguyệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ta nguyên bản thầm nghĩ đói hắn vài ngày lại thả về, nay khen ngược, nhân bị ngươi giết chết, cái này gọi là ta thế nào thu thập. Tiêu như dù sao cũng là cái khuê phòng nữ tử, không hiểu này đó công công vòng vòng gì đó, nhất thời nóng nảy liền níu chặt khăn muốn điệu nước mắt, vĩ khuất nói. Rõ ràng là hắn đem ta đổ lên trong hồ, hiện tại khe ngược thế nào đều thành ta lỗi, một khi đã như vậy lúc trước nhị ca làm gì muốn dẫn hắn đến trong phủ. Việc này đều về đến trên đầu ta. Tiêu Nguyệt tức giận đến muốn dơ chân, chỉ vào nàng nói nếu không là ngươi khi dễ hắn có thể làm cho hắn đem ngươi đổ lên trong hồ sao ta xem rõ ràng là ngươi muốn đổ lên hắn trong hồ kết quả dại dột đem chính mình cũng đáp đi vào hắn không nể mặt nói việc này là ngươi sấm hạ chờ đại ca trở về chính ngươi đến hắn trước mặt đi công đạo thân ca ca thế nhưng nói như vậy tiêu như khóc lê hoa mang vũ hảo 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 đều là ta không đúng là ta ác độc quay đầu đến đại ca nơi đó ta định sẽ không nói ngươi một chữ. Tiêu Nguyệt cười lạnh nói. Vốn nên như thế. Tiêu Như vừa nghe, tức giận toàn đôi thượng trong lòng, nhất thời khó thở công tâm, hai mắt vừa lật nhưng lại hôn mê bất tỉnh, Nha hoàng tập hương vội vàng đỡ nàng thân mình khóc kêu. Tiêu Nguyệt nghe được tiếng huyên náo, quát lớn nói. Câm miệng. Tập hương sợ tới mức nhất trung trung, đánh cái khóc cách, cũng là chịu đựng lệ không dám nói thêm nữa thấy bọn họ đều thất thần một bộ liễm thanh nín thở bị sợ hãi bộ dáng tiêu nguyệt lại khí không đánh một chỗ đến còn thất thần làm cái gì nhanh đi kêu đại phu nhất thời mọi người kích động trường hợp càng loạn cả lên vừa rồi phù dưới nước đi lao nhân nô tài ước đẫm đi lên ngạn đến hắn trước mặt khó xử nói nhị gia không lao đến nhân tiêu nguyệt sắc mặt vũ phát xanh mét lại đi lao là theo rơi xuống nước đến bây giờ cũng có chút thời gian, người này còn chưa có lao đi lên. Tiêu Nguyệt ở bên bờ đi qua đi lại, xem dần dần quy về bình tĩnh mặt hồ, trong lòng vũ phát lo lắng, khẽ cắn môi đem giày đai lưng đều thoát xuống dưới, giao cho nô tài sau nhảy vào trong hồ. Cùng lúc đó, cũng có một người lặng lẽ lặng xuống thứ lãnh trong hồ. Mà xa ở bờ bên kia giảng cẩm mới vừa bơi lên bờ, còn chưa có xuyển khẩu khí, liền nhìn đến A Phượng cũng nhảy tới trong hồ, không khỏi ngẩn người, nghĩ rằng hắn nhảy xuống đi làm cái gì, chẳng lẽ là vì cứu nàng. Giảng Cẩm đã du tình trạng kiệt sức, này hội ước đẫm ngồi phịch ở trên bờ, nhìn đến hắn hoa đến hồ nước lý, lạnh như băng thủy thứ hư thân thượng còn không có khỏi hẳn vết thương. Máu tươi trên mặt hồ khí trời nhiễm khai, hình như là tử tù bị bắn chết kia một khắc thân mình tài trên mặt đất, vô cùng vô tận máu tươi từ hắn đầu mặt sau tràn ra đến. Giảng Cẩm nhất thời tâm loạn như ma, cứu, vẫn là không cứu đâu. Cứu hắn, nàng sẽ mất đi dễ như trở bàn tay tự do, lại bị nhốt ở hàng năm không thấy quan xài phòng lý. Nếu là không cứu, nàng sẽ khó chịu, dù sao cũng là cùng chung hoạn nạn mấy ngày nhân. Giảng cẩm trong lòng cấp tốc cân nhắc một lần, thông thả theo thượng đứng lên, thất tha thất thểu triều núi giả đi rồi vài bước. Nhưng tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng vẫn là cắn răng xoay người, lại nhảy vào trong hồ. Giảng cẩm so với vừa rồi chèo thuyền qua đây khi tốc độ còn muốn nhanh, nhưng ở trong nước chậm chạp tìm không được hắn thân ảnh, sóng nước từng đợt theo trước mắt xẹt qua, nàng vừa mệt vừa đói, sức cùng lực kiệt. Nàng nhanh chóng đỡ không được khi, một trận tiếng nước tìm đi lại, choáng ván nặng nề trung cảm giác được chính mình dần dần trầm xuống thân thể đang bị một cái hữu lực bàn tay nắm lấy, lực đạo thập phần đại. Một đạo thở hào hển thanh âm cũng là hung tận, để nàng lỗ tai nói, cấp gia tỉnh. Giảng cẩm bị hắn mang theo, choáng ván nặng nề đã bị đưa bên bờ. Nàng cả người đều là hồ đồ, theo núi giả chỗ quăng xuống đến quang ảnh chiếu vào trên mặt, giống như mũi nhọn bàn chói mắt, có người ngồi sổn bên người nàng vỗ vỗ mặt nàng, xem nàng bất tỉnh liền triều một đám nô tài phát giận. Nô tài âm thầm nhéo đêm hãng nói. Nhị gia trên người ngài đều ướt đẫm, để ý cảm lạnh, giảng nhị công tử nơi này có chúng ta này đó nô tài xem, sẽ không đi công tác cái gì sai. Tiêu Nguyệt võng như không nghe thấy, xanh mặt khác nhân trung của nàng. Có bọt nước giọt đến trên mắt, giảng cẩm hơi hơi mở một cái khâu nhi. Trước mắt bóng người lắc lư, ở dẫn đầu phía trước thiếu niên ướt đẫm tóc, nhìn đến nàng tỉnh, tài nhẹ nhàng thở ra liệt ngồi xuống. Tiêu Nguyệt đảo mắt lại nhìn đến nàng nhắm hai mắt lại, trong lòng nhảy dựng, lúc này vỗ mặt nàng nói. Giảng cẩm ngươi tỉnh lại, trăm ngàn không cần ngủ, Người nếu dám cấp gia gây chuyện, da bóc ngươi một tầng da. Giảng cẩm miễn vừa mở mắt, giật giật môi, tiếng nói chuyện cực khinh, tiêu nguyệt thám hạ lỗ tai đi nghe, lại nghe nàng nói hai chữ, hạt nô. Tiêu nguyệt tùy tay túng bên cạnh một cái nô tài hỏi. Vừa rồi cùng gia cùng nhảy xuống hạt nô nhân đâu? Nô tài nơm nớp lo sợ nói. Lao, lao lên đây. Tiêu Nguyệt có thế này buông ra hắn, lại đối giảng cẩm uy hiếp nói giảng cẩm ngươi hãy nghe cho kỹ, nếu ngươi có nghe chăng nói, gia khiến cho cái kia hạt nô cũng vẫn chưa tỉnh lại. Giảng cẩm mặt kệ thải, cường chống đứng lên, nghiêng ngã lão đảo đi rồi vài bước, phía sau có dùng dập tiếng bước chân đuổi theo. Tiêu Nguyệt một phen túng trụ nàng cánh tay hỏi, ngươi muốn đi đâu? Giảng cẩm miễn cưỡng tựa vào núi giả trên thạch bích, lau mặt thượng bọc nước nói. Hồi xài phòng. Ngươi nếu cảm thấy ta đáng thương, cũng có thể cho nhân nâng ta đi qua Nói xong Nàng bị chặn ngang bế dậy Nàng giật mình, hỏi hắn Ngươi điên rồi Xem nàng vẽ mặt gặp quỷ Tiêu nguyệt ngữ khí hôn ác nói Gia tự mình ôm ngươi trở về Ngươi không vừa ý Khó được có người ôm Không cần chính mình xuất lực Giảng cẩm mừng rỡ thực Chạy nhanh lắc lắc đầu Thừa dịp trở về này giai đoạn trình Lại yên tâm thoải mái tựa vào hắn trước ngực Nàng ước sủng tóc dán thượng ngực quả thực thấu tâm mát, tiêu nguyệt cúi đầu dùng cầm trạc trạc nàng đầu, giãn cẩm, đem đầu ngươi chuyển khai. giảng cẩm từ từ nhắm hai mắt buồn thanh nói. Không được, nó không khí lực. Tin hay không da cắt đầu của ngươi. Tính. Khi còn không chuyển khai. Không khí lực. Mắt thấy đề tài lại vòng trở về, tiêu nguyệt không thể nhịn được nữa nói. Chưa thấy qua giống ngươi như vậy vô liêm sĩ tên. Vậy ngươi thực may mắn, người khác muốn gặp còn không thấy được. Tiêu Nguyệt O. CV Below validate. O. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 12 Tiêu Như Khiêu Khích Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Qua nhất chén trà nhỏ công phu, trên đỉnh đầu phương vang lên một đạo không kiên nhẫn thanh âm, đều đến, còn ngủ cái gì mà ngủ. Giảng cẩm mở mắt ra nhìn lên, trong chỗ nào. Phóng mắt nhìn đi tất cả đều là tinh xảo thanh lịch gia cụ, trên tường còn quải mấy bức sơn thủy họa, giá cao như vậy phòng hiển nhiên không phải kia một gian to lớn thử loạn bậc xài phòng. Tiêu Nguyệt đem nàng đặt ở ải sạp thượng, đắc ý giàu dạt nói. Gia phòng ở. Giảng cẩm kỳ quái nói. Ngươi ôm ta đến đây làm gì? Xem nàng vẽ mặt cảnh giác, Tiêu Nguyệt hốt sinh ác ý, đột nhiên xoay người hai tay chống tại nàng trên đỉnh đầu phương, thám hạ mặt tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi nói đi. Giảng cẩm theo bản năng co rụt lại cổ, nhưng ngước mắt thấy hắn vẻ mặt nghiền ngẫm, liền biết hắn đây là ở hù dọa nhân, vì thế chuyển kinh miễn cười, còn nhéo đem mặt hắn, cười tủm tỉm nói. Hay là đêm nay, ngươi muốn ta ngủ nơi này? Tiêu Nguyệt thấy nàng không trúng chiêu, hừ lạnh rời đi ải sạp, gia cùng súc sinh ngủ một khối cũng sẽ không cùng ngươi ngủ. Vừa vặn lúc này có hai cái nha hoàng nâng hai kiện sạch sẽ sim y tiến vào, Tiêu Nguyệt cũng chẳng kiên dè, đương trường liền thoát áo sơ mi tiếp muốn thoát quần, dư quan thoáng nhìn nàng vẫn ngồi, tùy tay ném nhất kiện đi qua nói. Thất thần làm cái gì, chạy nhanh đem quần áo thay. Giảng cẩm thấy hắn nhanh muốn cởi bỏ quần lót, lập tức ôm quần áo chuyển tới bình phong mặt sau, ta ở bên trong đổi. Nàng tốc chiến tốc thắng bỏ đi ẩm đát đác quần áo, nhưng đổi sạch sẽ quần áo khi, vạt áo chỗ đánh cái kết, lúc này lại nghe thấy tiêu nguyệt không kiên nhẫn hỏi. Giảng cẩm thuận miệng ứng thanh, trên tay tiếp tục đùa nghịch, nhưng càng sốt ruột càng đánh không ra. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cũng vũ phát táo khí, mỗi một tiếng dường như đạp ở nàng trong lòng. Tốt lắm, tốt lắm. Giảng cẩm vội vàng hòa cùng, làm bộ vân vê ống tay áo, nâng lên con ngươi lại thấy thiếu niên bán tựa vào bình phong bàn, ôm cánh tay nghiền ngẫm cười nói. Ngươi hoảng cái gì? hắn vượng mâu khinh mị, hình như có bẩn cật ý tứ hàm xúc, lại tự hồ ngầm có ý khác. Giảng cẩm ngăn trận cấp tốc đập đều tim đập, vừa vặn bụng cô lỗ lỗ nhất vang, lập tức nói. Ta đã đói bụng. Giảng cẩm đích xác đói bụng, ba ngày không có tiếng vào thực, vừa thấy đến nha hoàng đem từng đạo đồ ăn mang lên bàn khi, quả thực hai mắt mạo sao, vội vàng toàn giáp ở trong bát. Nhất thời khẩu vị đại khai, phong vân tàn cuốn. Túi rượu cơm chân là lúc, Giảng cẩm tài buông chiếc đũa miễn cưỡng tựa vào trên ghế, nghe thấy tiêu nguyệt mở miệng nói. Qua vài ngày hoàng thượng muốn đi một lan vi trường săn bắn, ngươi cùng gia cùng đi. Giảng cẩm hỏi có thể không đi sao? Tiêu nguyệt thân thủ túng nàng lỗ tai, lại bị nàng né tránh, tức giận đến thẳng trừng mắt, ngươi lặp lại lần nữa. Giảng cẩm biết hắn tỳ khí lại nổi lên, nàng không phải ngốc tử đương nhiên biết không có thể nhắc lại một lần, đành phải hỏi. Ngươi dẫn ta đi làm cái gì? Tiêu Nguyệt nghe vậy, không khỏi mị mị hẹp dài phượng mâu, chọn xong mày rậm nói. Cho ngươi hai lựa chọn. Cái thứ nhất, ở lại tiêu phủ, tiếp tục ngủ xài phòng. Cái thứ hai, cùng gia đi săn bắn, có gia che chở không ai dám khi dễ ngươi. Cho dù không có hắn che chở, nàng chân hầu phủ nhị công tử thân phận bày ra đến, cũng không có người dám chọc. Đương nhiên lời này giảng cẩm không thể nói, bằng không vừa muốn bị hắn làm nô tài giống nhau giáo huấn. Nếu ở lại tiêu phủ, tiêu như tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ ở ngầm cho nàng sự ngán chân, nàng làm theo không có một ngày an bình ngày khả qua. Nếu đi theo hắn đi một lan vi trường săn bắn. Một lan săn bắn. Giảng cẩm trong lòng sáng ngời, bỗng nhiên nhớ lại tiểu bạch văn lý có một hồi săn bắn, yến vương bị giả thú tập kích, thương thế bệnh nặng. Nữ chủ giảng lưu châu xa ở Kinh Thành, không thể kịp thời đuổi tới, ngược lại nhường một cái nửa đường sát ra ác độc nữ phụ chiếm tiên cơ lấy chiếu cố yến vương danh nghĩa ngầm hướng nữ chủ thị uy nghĩ cái gì như vậy nhập thần quyết định tốt lắm không tiêu nguyệt thập phần bất mãn nàng thất thần ngữ khí hung dữ nói đến cùng muốn hay không cùng gia đi giảng cẩm nhìn hắn tha thiết mong bộ dáng tâm tư một chút nói đến bên miệng quải cái loan nói dung ta ngẫm lại tiêu nguyệt hừ lạnh trong vòng 3 ngày phải cấp gia một cái trả lời thuyết phục. Nhưng mà đến ngày mai buổi sáng, Tiêu Nguyệt còn không có đến, liền có khách không mời mà đến ở ngoài phòng nói to làm ồn ào. Giảng cẩm bị ầm ĩ buồn ngủ thẳng vô, tùy tiện phi kiện quần áo miễn cưỡng tựa vào cạnh cửa hỏi, ai ở ầm ĩ Tiểu thư nhà ta đến xem ngươi. Một đạo giọng nữ vang lên, khẩu khí càng rỡ. Giảng cẩm nhu nhu mi tâm, mở mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ nhìn lên, chính gặp tiêu như mang theo nàng nha hoàng đứng lại trước mặt này nha hoàng nàng còn có ấn tượng tự hồ kêu tập hương tập nhân tập mùi hương hương tên này cùng nàng một điểm cũng không xứng tiêu như thấy nàng miễn cưỡng dựa cạnh cửa liên mặt ngoài công phu đều không đồng ý làm không khỏi nắm chặt khăn cười lạnh nói ở tiêu phủ còn bãi cái gì phổ giảng cẩm không để ý nàng này đó vô nghĩa không chút để ý thân cái lười thắt lưng một bên chậm rì rì hỏi Ngươi tới nơi này làm cái gì?" Thấy nàng như vậy có lệ, Tiêu Như không giấu cười lạnh. "Ngươi làm ta nguyện ý tới nơi này, còn không phải nhị ca khổ tâm ba ba khuyên ta đến." Tiêu Nguyệt loại này tự cao tự đại, không coi ai ra gì hỗn tiểu tử nhưng lại hội đối nàng khổ tâm khuyên bảo. Giảng Cẩm vừa nghe liền biết là nàng bị chuyện, nghĩ rằng mồm mép thật đúng là lưu, liền cố ý hỏi, "Hắn gọi ngươi tới nơi này làm cái gì?" ngươi biết rõ còn cố hỏi. Tiêu như triều nàng trừng mắt, như trước bưng nàng đại tiểu thư cái giá. Giảng cẩm nhìn nàng một cái, lại giống như xem nhảy nhót tiểu sửu, cũng không đem lời của nàng tưởng thật, tự tiếu phi tiếu nói. Ta cũng không phải ngươi con dung trong bụng, nơi nào hiểu biết như vậy rõ ràng, ngươi nói ra, ta chẳng phải sẽ biết. Tiêu như nghe được nàng lời nói này, tức giận đến thẳng dậm chân, cắn răng nói. Làm sao có thể có ngươi như vậy vô lại, lời này chúng ta trong lòng biết rõ ràng phải còn không nên ta nói ra hừ nếu không phải nhớ kỹ thân phận của ngươi ta nhất định phải trị tội ngươi thật lớn khẩu khí nàng tính toán chi ly giảng cẩm cũng không trốn tránh tỉ mỉ truy cứu nói nếu không phải ngươi buộc ta muốn ăn thượng bẩn này nọ ta lại làm sao có thể vì tự bảo vệ mình đem ngươi ném tới trong hồ huống hồ ta cũng nhảy hồ chịu đắc tội so với ngươi còn nhiều thế nào này hội nhưng là ngươi thành oán phụ dường như đuổi theo ta niệm niệm lãi nhãi. Tiêu như bị nói được bộ mặt đỏ bừng, hỗn hển chỉ vào nàng, khả nửa ngày đều nói không nên lời một chữ, cuối cùng chỉ có thể uy hiếp nói. Đừng quên, nơi này vẫn là tiêu phủ. Là, ngươi đã làm sai chuyện, đại có tiêu phủ cho ngươi chống. Khả ngươi cũng đừng quên, ta phía sau cũng có chân hầu phủ chống. Giảng cẩm ôm cánh tay nhìn chầm chầm nàng, một đôi lưu quan giật thải con ngươi giờ phút này lại thập phần lạnh như băng. Đến lúc đó náo đến hoàng đế trước mặt cũng thế, dù sao ta chỉ biết là là tiêu nguyệt kia tư quải ta vào tiêu phủ, coi ta là nô tài giống nhau đối đãi, còn có ngươi nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, hại ta lạc hồ, hiện tại lại đây vũ nhục ta. Loại này loại tội danh, muôn vàng chịu tội, ta một mực không lậu, đến lúc đó toàn bộ muốn khấu đến các ngươi trên đầu. Gần từng tiếng, giống như cái đinh toàn tạp tiếng tiêu như trong tay Trước khi giảng cẩm tiền rõ ràng là cái bọc mũ. Bao cỏ. Lại là một người nhân chán ghét ăn chơi trác tán. Chỉ biết ngốc hắc hắc bị nàng đùa bỡn cho vỗ tay bên trong, nơi nào giống như bây giờ nhanh mồm nhanh miệng, không thích hợp, phương diện này khẳng định có không thích hợp địa phương. Tiêu như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, bỗng chốc mở to hai mắt chỉ vào nàng, miệng có chút đẩu, chiến thanh âm hô. Ngươi, ngươi không phải giảng cẩm, ngươi bị yêu quái kèm trên thân. Giảng cẩm cũng không cãi lại, triều nàng từng bước một đi đến, hiên môi cười lạnh nói. Ta nhìn ngươi trung ma, hồ ngôn loạn ngữ, miên mang suy nghĩ, vẫn là nói thủy vào ngươi đầu, biến thành cái ngốc tử. Tiêu như nơi nào dung nàng từng bước một tới gần, nắm chặt nha hoàng tay áo liên lui ra phía sau vài bước, lại bận phân phó hạ nhân nói. Các ngươi, các ngươi mau đưa ngăn lại, đừng làm cho hắn đi lại hạ nhân vừa nghe, lập tức ngăn lại. Giảng cẩm liền đứng lại tại chỗ, nhưng mà lãnh liệt ánh mắt đầu đi lại, đâm thẳng nàng xem cũng không dám xem, liền đem mặt hướng nha hoàng bên này. Giảng cẩm biết lời nói này nghiễm nhiên nổi lên tác dụng, cũng không lại tiếp tục hù dọa nàng, đánh cái hà hơi nói. Xem ra tiêu tiểu thư cũng không có chuyện gì, ta đây về trước ốc ngủ hồi thấy. Dứt lời, liền xoay người hồi ốc. Tiêu như gắt gao nhìn chầm chầm hắn bóng lưng, miệng lẩm bẩm nói đi nhanh đi thỉnh đạo sĩ đến muốn trụ này chỉ ác quỷ nhưng mà như thực thỉnh đạo sĩ đến chỉ sợ chân hầu phủ nhân mã sau lưng sẽ cùng đến nàng lời này truyền đến tiêu nguyệt trong lỗ tai chỉ phải cái ngu xuẩn danh hiệu có lẽ tiêu như thực bị dọa sợ liên tục vài ngày đều không có xuất hiện tại giảng cẩm trước mặt mà giảng cẩm cũng vui vẻ tự tại an tâm đãi ở trong phòng nghỉ ngơi nhưng thời gian lâu cũng không miễn lo lắng khởi chính mình mất tích sẽ làm chân hầu phủ lâm vào một mảnh hỗn loạn. Nàng tưởng trở về, nhưng là đừng nói là tiêu phủ, liền tính là này gian phòng ở đều ra không được, phòng ở ngoại tất cả đều là tiêu nguyệt thủ hạ, phỏng chừng liên nhất con ruồi đều phi không tiến vào. Ngày thứ ba, giảng cẩm tiếp tục đối với ngoài cửa sổ hoa đào ngẩn người. Hoa đào mùi mùi thơm ngào ngạt mê người, nhưng mà lại nghĩ tới tiêu nguyệt sắc mặt, bất giác chán ghét, tưởng quan thượng cửa sổ, đột nhiên theo cửa sổ hạ toát ra một cái đầu. Giảng cẩm liền phát hoảng, bận muốn hét ra tiếng, kết quả đối phương một phen nhảy tiếng vào, ôm nàng miệng kéo dài tới buồn trong, lại ghé vào nàng bên tai thấp giọng nói. Là ta, tiết định tuyết. Giảng cẩm nháy mắt mấy cái, ý bảo minh bạch. Tiết định tuyết có thế này buông tay, ở ải sạp thượng ngồi xuống, lại ngã chén trà nói đưa cho nàng. Giảng cẩm nhìn hắn mặt gã sai vặt phục, nhưng mặt mày như trước túng mỹ thanh tú khí chất khó nén không khỏi tò mò hỏi ngươi thế nào hỗn vào nàng không có tiếp nhận trà tiếp định tuyết liền chính mình uống lên mấy khẩu nhuận nhuận cổ họng sau mới nói này ngươi không cần phải xen vào ngươi chỉ cần biết ta lúc này đến là cứu ngươi giảng cẩm nghe vậy cũng không biết là vui sướng ở hắn bên cạnh ngồi xuống hỏi thế nào cứu nàng này bình bình đạm đạm phản ứng nhưng là chọc hắn cười, đem một đôi hẹp dài con ngươi xem đi lại, vô tâm can tên, ngươi ca ở bên ngoài điên rồi giống nhau tìm ngươi, ngươi sẽ không hỏi trước hỏi hắn tình huống. Giảng cẩm nói, chẳng lẽ không đúng hắn phái ngươi tới. Tiếp định tuyết từ từ buông chén trà, đem mặt thấu đi lại nói. Ngươi ca nếu đã biết, khẳng định bất chấp tất cả, trực tiếp xông vào tiêu phủ muốn đem ngươi cứu ra đi, không nói cái khác, đến lúc đó tiêu nguyệt khẳng định hội quyệt nợ, nói không chừng lại đem ngươi tàn đến một cái địa phương, cứ như vậy, ngươi ca nhân không gặp may, ngược lại nhường tiêu phủ tìm được một cái khiêu khích cơ hội tốt. Giảng cẩm nghe xong, sát có chuyện lạ gật gật đầu nói. Không thể minh đến, vậy ngươi tưởng hảo muốn thế nào cứu ta? Tiếp định tuyết khấu khởi ngón tay có trong hồ sơ thượng gõ sao, loan môi cười nói. Đơn giản, ngươi chỉ cần đáp ứng hắn đi một lan săn bắn, O CV Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 13. Một lan săn bắn. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio. Com. Hắn gặp giảng cẩm nhẹ nhàng suốt mày, liền giải thích nói. Tuy rằng trước mắt vắng lặng xa ở thanh Thùy mang đi đại lượng nhân mã, nhưng tiêu phủ đề phòng vẫn chưa bởi vậy buông lỏng xuống, Ngươi nghĩ ra đi duy nhất đường ra chỉ có thể vụng trộm trốn. Mà trước mắt này một lan săn bắn đúng là một cái tuyệt hảo cơ hội. Giảng cẩm hiểu rõ, nhưng trong lòng vẫn có hoang mang, nàng bưng chén trà nhẹ nhàng mân, vô tình nước mắt đã thấy tiết định tuyết chính từ từ vọng nàng. Giảng cẩm mâu nhi khinh chuyển, sóng mắt lưu chuyển liễm diễm, nhìn chầm chầm ta làm cái gì. Tiết định tuyết nữa là vui đùa nói. Mấy ngày không thấy, nhưng là gặp ngươi nở nang không ít, có thể thấy được ở tiêu phủ, khi tiêu nguyệt đối với ngươi cũng không sai. Giảng cẩm ngại hắn dông dài, nhân tiện nói. Nơi này không tốt ngốc, ngươi nếu không chuyện khác, nhanh chút đi. Tiếp định tuyết nghe vậy, mặt triều nàng thấu đi qua, chật chật nói. Nhanh như vậy ghét bỏ sư phó của ngươi. Giảng cẩm bội phục hắn da mặt dày công lực, không lại để ý thải. Tiếp định tuyết thấy thế, cũng cảm thấy không thú vị, lại nhàn nhàn nói vài câu không tha trong lời nói sau tài kêu cửa sổ rời đi. U phong phất qua, hoa đào chiến chiến lộn xộn, diêu hạ đầy đất khô cánh hoa. Nàng gặp người đi xa, có thế này khép lại cửa sổ. Nhưng mà ngoài cửa sổ, hoa đào tuy rằng khai diễm lệ, nhưng ánh nắng âm trầm, vẫn là nhất phái túc lãnh khí tượng. Tiếp định tuyết không đi bao lâu, trước mặt liền đổ nhất đạo nhân ảnh. Tiêu Nguyệt đứng ở một đám nô tài trung gian, tập cẩm màu lam y bào, cổ tay áo vạt áo chỗ hoa văn phùng hoa lộng lẫy, sấn người tuấn mặt như ngọc, môi hồng răng trắng, nhưng mà theo tư thế đến thái độ đều thập phần ngạo nghễ lãnh đạm, ngươi nói với giảng cẩm cái gì? Tiết định tuyết từ từ nói. Nói với nàng đi một lan săn bắn, nàng cũng ứng. Tiêu Nguyệt có thế này vừa lòng, như thế liền hảo, cũng là ngươi có chủ ý, ký dỗ nàng đi đang lâu, hiện tại lại cam tâm tình nguyện theo gia đi săn bắn, ngày sau đầu còn như vậy thông minh, gia đình hảo hảo thưởng ngươi. Tiết định tuyết nghe vậy hiên môi cười, ngày sau còn thỉnh tiêu nhị gia nhiều hơn quan tâm. Thời gian qua thật nhanh, bỗng chốc đến ngày ngày. Trải qua nửa ngày tàu xe mệt nhọc, nhân mã rốt cục để đến một lan vi trường, doanh trướng ngoại nhân thanh nhiễu như, một ít cung nữ thái giám đang ở an trí vài thứ. Trong doanh trướng, giảng cẩm chính bất đắc dĩ xem Tây Dương kính lý ảnh ngược bóng người thô nùng hỗn độn lông mày, gò má hai bên dày đặc tinh tế nhiều điểm tàn nhang, cầm còn trang một viên đậu xanh lớn nhỏ chí. Này chí thượng thế nhưng còn dài một căn bạch mau. Giảng cẩm tả nhìn xem nhìn phải một chút, mày dần dần nhăn lại đến, sẽ đối gương nhổ này căn bạch mau, phía sau thiếu niên đột nhiên thấu tiếng lên, một tay lấy gương trừ đi. Giảng cẩm quay đầu, liền có thể liếc mắt một cái thấy hắn trong tay họa bút. Chính là này chỉ họa bút, nhưng nàng ngũ quan hoàn toàn thay đổi. Nàng hướng hắn, mở ra tay tâm. Tiêu Nguyệt hai tay lưng ở sau người, lại đem hỏa bút một khối ném tới màn bên ngoài, khóe môi ôm lấy nói. Không cho. Giảng cẩm không nói hai lời đứng dậy đi đến màn ngoại. Lại nghe thấy hắn ở phía sau lười biến nói. Ngươi nếu dám nhặt lên đến, gia coi ngươi là súc sinh giống nhau khóa ở bên ngoài, để cho người khác nhìn một cái gia nhà này cẩu cỡ nào không nghe lời giảng cẩm cước bộ bị kìm hãm, tối nhưng vẫn còn chiếc trở về. Nàng cao mày ngồi xuống, tiêu nguyệt không nên thấu đi lại, đem tay dương kính cắt ở nàng trước mặt, lại theo kính trung cẩn thận đánh giá nàng, đắc ý vào giạc nói. Gia họa rất tốt, không phải sao. Giảng cẩm khí cực, lao khởi gương sao hắn đầu. Hảo ngươi cái đại đầu quỷ. Tiêu nguyệt phượng mâu trừng. Giảng cẩm cân nhắc ý tứ này, phỏng chừng độc thoại là ngươi dám đánh da. Có cái gì không dám. Nàng chọn chọn dài mi, nhưng hiện tại đến cùng chịu hắn kiềm chế, mâu nhi đen lúng liếng vừa chuyển, nhìn thẳng hắn phía sau nói. Người tới. Vừa vặn có người vạch trần mành, hướng bên trong đi tới. Tháp cái mũi, lớn nhỏ mắt, miệng sinh đại, nhìn đến tiêu nguyệt lập tức nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm răng vàng. Giảng cẩm cảm thấy ai tháng, người này trên mặt không có giống nhau là tốt hắn bước nhanh triều tiêu nguyệt đi đến, cầm trụ tay hắn nói. Tiêu nhị ca, lúc này ngài được cứu trợ cứu ta. Tiêu nguyệt ngồi xuống hỏi, xảy ra chuyện gì, ngươi này bất cấp bộ dáng. Dư quan vừa chuyển, thấy giảng cẩm còn ngồi, không khỏi phượng mâu khinh mị, xuất ra một bộ thế gia công tử ca chủ tử gia thái độ, cẩu nô tài, thất thần làm cái gì, còn không mau châm trà. Giảng cẩm đứng dậy, chậm rì rì ngã hai ấm trà, sau đó đứng lại hắn bên cạnh. Đoạn thất nhìn nàng một cái, ánh mắt chần chờ. Tiêu Nguyệt thấy thế hiểu rõ nói. Không có việc gì, này nô tài là cái câm điếc. Giảng cẩm ở bên cạnh phối hợp gật đầu. Đoạn thất uống một ngụm trà, có thế này thổ lộ nói. Mấy ngày nay ta nhanh bị buộc điên rồi, giảng cẩm không thấy, chân hầu tưởng ta đem hắn giấu đi, luôn luôn tới tìm ta phiền toái, nhưng là ta cũng không biết hắn đến cùng đi nơi nào, tiêu nhị ca chúng ta này nhóm người lý ngươi tối có chút tử lúc này ta chỉ có thể dựa vào ngươi tiêu nguyệt cố ý hỏi hắn ngày đó nhân không phải bị ngươi mang đi sao đoạn thất buồn rầu bắt trảo đầu đúng vậy nhưng là ta vừa ngủ dậy nhân đã không thấy tâm hơi sau ta hỏi vài cái nô tài đều nói không phát hiện hắn không biết là ngày đó ở đây nô tài đều bị tiêu nguyệt thu mua nào dám thổ lộ nửa điểm tiếng gió tiêu nguyệt trong lòng vô không đắc ý trên mặt vẫn là giả bộ một bộ trượng nghĩa gương mặt khoảng cái gì việc này giao cho ta cho dù đem toàn bộ kinh thành đều ném đi ta cũng đem giảng cẩm tìm ra đoạn thất nhanh cầm chặt tay hắn cảm động đến rơi nước mắt nói vẫn là tiêu nhị ca trượng nghĩa thời gian muốn nắm chặt lại tìm không ra nhân ta sợ chân hầu giận giữ dưới hội bẩm báo hoàng thượng trước mặt tiêu nguyệt nhíu mi hỏi chân hầu là định rồi cái gì kỳ hạn Nhất nói tới đây, đoạn thất vũ phát ủ rũ nói. Định rồi, bây giờ còn còn lại 10 ngày. Bất quá là 10 ngày, đơn giản thật sự, tiêu nguyệt hiển nhiên đối này thực có tin tưởng, cười nói, ôm ở ngươi tiêu nhị ca trên người. Đã sự tình đã công đạo hoàng, đoạn thất cuối cùng có thể tạm thời tùng một hơi, đứng dậy nói. Sự nếu có thể hoàn thành, tiểu đệ ổn thỏa dân đại lễ. Đoạn thất này ngươi liền khách khí, hai ta ai với ai. Tiêu Nguyệt cười ôm lấy hắn cổ, thuận tiện đem nhân mang ra màn ngoại. Hắn xoay người, giảng cẩm đang ngồi ở bên cạnh bàn thảnh thơi uống trà. Tiêu Nguyệt không khỏi trao trao mày, cũng cùng ngồi xuống, cầm trên bàn nhất chén trà nhỏ nhuận nhuận cổ họng, nhất tưởng đến đêm này chỉ ngây ngốc đoạn thất lừa xoay quanh, trong lòng đúng là đắc ý, bỗng nhiên nghe thấy giảng cẩm nói. Ngươi uống này chén trà là đoạn thất. Nhất tưởng đến đoạn thất kia một ngụm đại hoàng nha, tiêu nguyệt thần sắc cứng đờ, chạy nhanh đem miệng trà toàn phun ra ngươi thế nào không sớm chút nói cho giảng cẩm ngữ khí miễn cưỡng ta đã quên nàng một đôi ô chăm chú con ngươi thật sự vô tội nhưng là xứng thượng nàng thảnh thơi thảnh thơi động tác lại là như vậy không chút để ý tiêu nguyệt não cực nàng bộ dáng này lại không thể nề hà bỗng nhiên nghĩ lại nhất tưởng nghĩ rằng nàng còn không phải bị hắn vây ở lòng bàn tay trốn không thoát đi cố ý hỏi vừa rồi ngươi thế nào không đem sự tình nói cho hắn, nói ngươi chính là giảng cẩm, cứ như vậy, ngươi không phải vừa vặn có thể hồi chân hầu phủ. Giảng cẩm cũng không ngốc, biết hắn thay chính mình dịch dung cũng không phải tâm huyết dân trào, ta trưởng thành như vậy, đừng nói là hắn, liên ta đều không tin ta là giảng cẩm. Tiêu Nguyệt ở một bên đem nàng ngưng, thủy linh hạnh mâu, no đủ môi đỏ mọng vừa thấy liền biết mềm mại như cành anh đào, thập phần thủy nhuận hắn nơi này bỗng nhiên nổi lên nhẹ nhẹ nhiều điểm ngứa ý, giống như Xuân Vũ từ từ sái xuống dưới, nhưng là chiếu vào nơi nào, hắn đã có chút mê mang, nhưng là da thế nào cảm thấy, cho dù ngươi bộ dạng là giảng cẩm mặt, khả linh hồn nhỏ bé cũng không giống. Hắn đột nhiên đến như vậy một câu, giảng cẩm trong lòng ngay cả nổi lên gợn sóng, vẫn là cười buông chén trà, cố ý chế nhạo nói. Không sai, ta trước kia là một cái cô hồn giả quỷ, nhìn đến giảng cẩm thân mình lại bạch lại nộn, Nhìn không được nổi lên tham niệm dứt khoát ăn hắn phá hồn, sau đó công khai chiếm cứ thân thể hắn. Tiêu Nguyệt nghe vậy cười ha hả, ông lấy nàng cầm, mặt hướng hắn. Giảng cẩm có chút dọa đến. Ngươi làm gì? Tiêu Nguyệt lại bỗng nhiên để sát vào, nhìn chầm chầm mặt nàng nhìn một vòng, khóe môi nhẹ nhàng câu thượng. Gia muốn nhìn ngươi phương diện này tàn là cái dạng gì quỷ? Giảng cẩm lại cầm chén trà ở trước mặt nhất chắn, đừng mở mắt nói không cần thiết nhìn, chính là một cái ác quỷ, đời trước chém nhiều lắm nhân. Tiêu Nguyệt hừ lạnh thả tay, cảm tình ngươi đời trước là cái đao phủ. Giảng cẩm có chút trịnh trọng gật đầu, đúng là. Tiêu Nguyệt nghe vậy vừa định nói thêm một câu, bỗng nhiên nghe thấy theo bên ngoài truyền đến tiếng người, nói không thể hiện tại nói tự nhiên tức giận, nhìn không được trừng mắt nhìn giảng cẩm liếc mắt một cái. Tiêu nhị ca ngươi thế nào không ra ngoạn? một vị thân đạm màu vàng quần áo thiếu nữ vén rèm lên tiếng vào, viên mặt cười thanh khách, lúng đồng tiền nhợt nhạt, có vẻ thập phần xinh đẹp đáng yêu. Cùng nàng một đạo đi vào là một vị nam tử, thân trăng non sắc y bào, khuôn mặt cũng không xuất trần, nhưng thân hình cao to, lưng cao ngất, giống như trong rừng xả hơi lục trúc, sấn khí chất nho nhã ôn hòa, vũ phát xuất trần lóa mắt. Nam tử cùng sau lưng nàng, hơi hơi cung thắt lưng nói. Tiêu nhị gia. Tiêu Nguyệt miễn cưỡng thân cái lười thắt lưng. Bên ngoài rất nhàm chán, còn không bằng bên trong nhàn nhã. Nói xong lại hỏi nàng, đúng rồi Diệu Nguyên, ngươi không phải mấy ngày hôm trước tài cùng ngươi thất ca đi thu sơn xem hổ, thế nào nhanh như vậy đã trở lại. Diệu Nguyên, tên này đổ có chút quen thuộc. Giảng cẩm đứng sau lưng Tiêu Nguyệt, bất động thanh sắc quan sát. Diệu Nguyên hai tay chống đỡ ở trên bàn chi má, cười khanh khách nhìn hắn. Vì ngươi a. À. Tiêu Nguyệt tránh không kịp nói. Đừng, ta khả tha thứ không dậy nổi. Diệu Nguyên lười này võ mồm chi tranh, trong suốt mâu nhi quay tròn vừa chuyển, liền nhìn đến đứng sau lưng hắn giảng cẩm, không khỏi xì một tiếng bật cười, chỉ vào nàng nói với Tiêu Nguyệt. Tiêu nhị ca, ngươi này nô tài bộ dạng như thế khó coi, ngươi không phải chán ghét nhất khuôn mặt xấu xí người sao. Tiêu Nguyệt cao mày lắc đầu nói. Không có biện pháp, ai kêu này nô tài có cổ truyền kình nhi, không nên đến ta trước mặt đến làm việc, ta cũng là thiện tâm, tài khẽ cắn môi ứng xuống dưới. Hắn này phiên mạnh miệng nói được đến rất có tình lý, giảng cẩm cũng không bắt hắn mặt mũi, lập tức nói tiếp nói. Cũng không phải là, ta ra đáy lòng thiện lương, đi cũng không dám dẫm chết nhất con kiến. Tiêu Nguyệt vừa nghe lời này, mày khinh chọn, khinh liếc hướng nàng, ra thế nào nghe không rất hợp kinh. Giảng cẩm lại vô tội mà thành khẩn nói. Nô tài nói là lời nói thật, gia ngài bồ tát tâm địa mới dám nhường nô mới như vậy xấu xí nhân đến trước mặt đến hầu hạ. lại nói tiếp, ngài thật sự là nô tài tái sinh phụ mẫu chuyển thế cứu thế quan âm. O.C.V.B.L.O.V.L.I.D.A.O. bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 14 bắn tên trận đấu bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio. com diệu nguyên vỗ tay cười nói thực chưa thấy qua người nào giống hắn như vậy đem dễ nghe nói tất cả đều xảy ra trên mặt bàn. Cách không được ngươi không chịu xuất ra, nguyên lai là cất giấu việc này bảo bối. Lại hỏi giảng cẩm, ngươi tên là gì? Giảng cẩm nói. Nô tài tiện danh, sợ công chúa nghe xong lỗ tai hội bẩn. Diệu nguyên nhíu mày nói. Như vậy cái diệu nhân, muốn xứng cái giống dạng điểm tên, con ngươi đen lúng liếng vừa chuyển nhìn về phía nàng, như vậy, bản cung cho ngươi thủ một cái tên giảng cẩm hơi giật mình nguyên lai là công chúa Khi nàng liền kêu sở diệu nguyên dĩ nhiên là sở diệu nguyên nàng liễm liễm tâm tư mỉm cười nói khi cửu công chúa muốn lấy nhất cái gì dạng tên diệu nguyên chi má ngưng mi khổ tưởng phía sau nam nhân đưa lỗ tai nhẹ giọng diệu nguyên nghe xong vỗ tay cười nói linh lung tên này hảo tiểu nô tài về sau ngươi đã kêu linh lung giảng cẩm nói thanh tạ lại nghe nàng nói tiêu nhị ca ta xem này tiểu nô tài thật sự thập phần thảo nhân thích ta càng xem càng thích ngươi cho ta mượn vài ngày như thế nào tiêu nguyệt hỏi này nô tài diện mạo xấu xí ngươi không sợ nửa đêm làm ác mộng diệu nguyên nói sợ cái gì dù sao có liên linh ở tiêu nguyệt nghe vậy ngẩn ra hắn nhịn không được nhìn nhìn khuôn mặt nhạt nhẽo thiếu niên nói ở bên miệng vòng vo chuyển chung quy không có hỏi xuất ra dứt khoát hỏi ngươi muốn mượn vài ngày diệu nguyên nhìn hắn này căng thẳng bộ dáng không khỏi cười nói xem đem ngươi khẩn trương ta tả hữu bất quá mượn một ngày thôi ngô đến ngày mai buổi tối đem nhân đưa đi lại như thế nào nói đã nói đến tận đây tiêu nguyệt nơi nào còn có thể cự tuyệt cho dù trong lòng lại không vừa ý vẫn là đáp ứng hạ làm hai người đi ra màn sau hắn theo ở phía sau vụn trộm túng trụ chính muốn đi ra giảng cẩm, hạ giọng uy hiếp nói. Miệng bế nhanh, nếu sửa để lộ một điểm tiếng gió, da liền. Giảng cẩm miễn cưỡng đánh cái ngáp. Bóc ngươi một tầng da. Là bới ngươi một tầng da. Trọng lớn bãi săn thường, một đám công tử bạn hữu đang ở so với bắn tên. Giảng cẩm tùy diệu nguyên đến lúc đó, về một tiếng, trước mắt bay qua đi một cái lệ tên, vững vàng trác ở hồng tâm đám người nháy mắt phát ra âm thanh ủng hộ giảng cẩm hướng những người này trên người quét một vòng không có phát hiện giảng chiếu sên thân ảnh bị mọi người vây ở bên trong thiếu niên lại nhìn đến sở diệu nguyên hai tròng mắt đột nhiên sáng ngời lập tức liền ở mọi người vây quanh hạ triều các nàng này vừa đi tới cổ lan nhân đi lại sở diệu nguyên che quạt tròn oán giận nói liên linh thở dài hai tròng mắt lộ ra bất đắc dĩ khuyên Tân công tử tuy rằng dài quá một đôi cổ lan nhân lục con ngươi, nhưng phụ thân tốt xấu. Sở diệu nguyên nghe được lỗ tai đều khởi cái kén, là tiên đế nghĩa tử, là của ta đệ thập tam cái cửu cửu, mà tân công tử lại từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên đường ca. Liên Linh nói. Điện hạ biết liền hảo. Giảng cẩm khinh ngước mắt, thân bạch y trang phục tân công tử chính triều bên này đi tới, nhưng tuy rằng chưa tới, nhưng ánh mắt sớm tạo đến thật sự nhiệt liệt như hỏa mắt thấy hắn muốn đi lại sở diệu nguyên lại dùng quạt tròn đem mặt che đứng lên giấu ở quạt tròn hạ một trương mặt cười cũng là khổ đem kia trăng lưỡi liềm bàn mày ninh quá chặt chẽ ai thắng nói hiện tại có cái gì biện pháp nhường ta biến mất sao liên linh xưa nay biết nàng đối tân công tử bất mãn nhưng bị nàng thú vị bộ dáng nghi chọc cười liền cố ý chế nhạo nói tự nhiên là có Sở Diệu Nguyên trong suốt nhất đôi mắt nhìn về phía hắn, cái gì biện pháp? Liên Linh từ từ nói. Giả chết. Sở Diệu Nguyên nghe vậy, quán trách trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi chỉ biết cúng nhân. Giảng cẩm xem nàng, cảm thấy không khỏi thổn thức. Vị này bị mọi người phủng ở lòng bàn tay yêu thương công chúa cuối cùng kết cục, bất quá là trên sách sử ít ỏi chữ số. Phụ ác mẫu căm ghét, da bột ám phúng, thế nhân dùng ngòi bút làm vũ khí quần áo bạch y trang phục tân đông đã đi đến sở diệu nguyên trước mặt, mặt mày anh khí, khuôn mặt đoan chính, ở một đám cẩm y hoa phục thiếu niên phụ trợ hạ, diện mạo không tính thượng thừa, nhưng nhất đôi mắt lại chiếm ưu việt, ẩn ẩn phiến thiển lục, giống như tốt nhất ngọc bàn, trong suốt thủy nhuận. Giảng cẩm nhìn đến hắn này ánh mắt, nhịn không được nhớ tới ở hắc ám bát ngát xài phòng lý, cái kia cũng có được một đôi u lục con ngươi thiếu niên của mình ở góc tường, tàn phá thân hình dính đầy máu tươi, tàn không được mệt mỏi cùng tử khí. Từ ngày ấy rơi xuống nước sau, nàng chưa từng nghe qua hắn tin tức, cũng không biết hắn hiện tại như thế nào. Giảng cẩm định rồi ổn định tâm thần, chính nghe thấy tân đông hơi hơi đỏ mặt nói. Đường muội gần đây được. Nghe nói mấy ngày trước đây cùng thất điện hạ đi thu sơn xem hổ đi, không biết này hổ có hay không làm sợ ngươi. Khi lão hổ cũng bị nhốt tại trong lồng sắt, không gây thương tổn bản cung mảy may sở diệu nguyên chấp nhất quạt tròn miễn cưỡng ngáp một cái, kia mặt quạt diệu anh vẽ trông rất sống động, vũ phát có vẻ này cây quạt tinh quý, mà chấp phiến này hai tay cũng là thon thon tế bạch. Tân Đông bản muốn nói cái gì, có thể không ý nhìn thoáng qua, bên tai hồng thấu, nháy mắt đã quên muốn nói gì nói. Sở diệu nguyên nhìn thấy hắn mặt đỏ, cũng đã nhìn quen lắm rồi, không giống hồi nhỏ lần đầu tiên gặp mặt, nàng nhìn đến hắn mặt bỗng chốc đỏ, tiện lợi kiện chuyện lạ vây quanh hắn cười nàng dựa lưng ghế dựa tư thái lười mạng lại nhân kia xương cốt lý tràn đến dè dặt lại sinh ra một cổ khác ý nhị nàng khách khí trả lời vừa rồi diệu nguyên đến khi vừa vặn thấy đường ca nhất tên bắn trúng hồng tâm tưởng thật hảo tên pháp tràn thượng nhất tất cả mọi người so với không xong ngươi tân đông khóe môi ý cười dần dần dày đường muội nói đùa ta nào có lớn như vậy bản sự so với thất điện hạ tới còn kém nhất tiệt đâu nói lên thất điện hạ sở diệu nguyên quét một vòng không có nhìn thấy nhân, bỗng nhiên ánh mắt đốn ở xa xa, nhẹ nhàng cười nói. Thất ca đến. Mọi người theo nàng tầm mắt vọng đi qua. Giảng cẩm nhìn, ánh mắt lượng lên. Người tới thân tập dáng tử trang phục, cao ngất thon dài dáng người đón chạm vạn khi ánh chiều tà, dường như độ thượng một tầng kim, càng giống muốn tới cứu nhân cho thủy nhóm lửa nóng bên trong. Đúng là thất điện hạ sở ca. Hắn đến, nói vậy Yến Vương đã ở phụ cận. Nghĩ, giảng cẩm trong đầu liền xẹt qua người nọ mặt. Mi như đao tài, môi như đồ chu, một đôi tối tâm con ngươi lạnh lùng thản nhiên đem hy vọng của mọi người, liền tính là hoàng đế hoàng hậu, vẫn là thiên vương lão tử, ở trong mắt hắn, bất quá đều là một chút yên. Khó được hiện tại khí hảo, thế nào đại gia đều lăn ở trong này. Sở ca đã đi tới, nhìn đến một đám người đều vây ở trong này, không khỏi nhíu mày nói, đánh săn thú đều so với đứng ở này tốt. Tân Đông lại cười nói, điện hạ tới phía trước, chúng ta đã luyện hội tên ra một thân hãn, hiện tại chính nghỉ ngơi đâu. mắt thấy bộ vân phất phong, ngày bạc tây sơn, này đàn công tử bạn hữu đều ép buộc một ngày, mồ hôi ướt đẫm, gò má đỏ ửng, lại đều vây ở cùng nhau, tràn ngập một cổ mồ hôi vị. sở ca hôm nay lại bị nhân cuốn lấy, thời gian đều không công lãng phí rớt, khó tránh khỏi không cam lòng không thú vị nói. Bản điện hạ còn chưa có ngoạn, thế nào có thể xong việc? Tân Đông sản khoái nói. Đã như vậy, thần liền bồi điện ngoạn một ván. Hắn bắn tên tinh diệu, tính tình lại sản khoái, tại đây săn bắn tràn thượng liền tự nhiên mà vậy thành một đám thiếu niên nhóm tâm phúc. Này hội nghe hắn nói như vậy, mọi người cũng liền ào ào hòa cùng. Trong lúc nhất thời không khí tăng vọt. Sở ca đổ đến hứng thú, hỏi ngươi tưởng thế nào ngoạn tân đông lãng lãng nói muốn thế nào ngoạn toàn xem điện hạ ý tứ sở ca bắn tên xưa nay thích cùng người nhất so sánh này hội nhân tiện nói như vậy đi liền cùng trước kia ngoạn pháp giống nhau chúng ta này vài người phân tam cục năm người vì một ván cuối cùng tam cục thắng được nhân tài có thể so sánh thắng bại như thế nào liền ấn điện hạ nói trước mắt chính trực cuối xuân đầu hạ luân phiên là lúc tịch dương mặt trời lặn, sắc trời cũng là không hiện hắc, bãi săn thượng không khí so với ban ngày còn muốn nhiệt liệt. Một thanh mũi tên nhọn theo thiếu niên trong tay bắn ra, bỗng chốc xuyên phá không khí, thật sâu đâm vào hồng tâm, ở thiếu niên âm thanh ủng hộ chung, tân đông chỉ lau trên trán tế hãng, theo nô tài trong tay lấy ra tên khi, dư quan lại nhịn không được liếc hướng kia chỗ. Thiếu nữ tựa vào phù trên cánh tay, mâu nhi tế mị chính đánh hà hơi, tự hồ nhận thấy được có một đạo ánh mắt chính xa xa đầu đến liền miễn cưỡng vọng đi lại tân đông chạy nhanh thu hồi tầm mắt cả trái tim lại bang bang thẳng khiêu lúc này lấy ra tên hướng tới hồng tâm lại là bắn xuyên qua tinh chuẩn nhất tên mọi người thấy liên tục ủng hộ mà này sương sở diệu nguyên đã nhìn xem mắt buồn ngủ mông lung lẩm bẩm câu khi nào thì trở về a à? giảng cẩm trả lời nhanh công chúa sở diệu nguyên chính muốn nói gì thình lình theo phía sau vang lên một đạo mạng diệu tiếng nói nguyên lai diệu muội muội ở trong này nhường tiêu tỷ tỷ hảo tìm giảng cẩm nghe vậy quay đầu vừa nhìn hôn ám quan sát hạ thiếu nữ tập thiển hoàng quần áo ô phát tùy tùy vén lên nhìn trang điểm không chút để ý nhưng vãn phát trâm cài cũng là lập tức phi lưu các tối thời thượng kiểu dáng làm người ta chợt liếc mắt một cái thấy vừa không hội thập phần lóa mắt nhưng lại vì nàng thêm vài phần xinh đẹp như vậy phí tâm tư lại không bị nhận thấy được nhân trừ bỏ tiêu như còn có thể có ai giảng cẩm tuy rằng dịch dung nhưng cũng chỉ là thô thô vẽ vài nét bút nếu là quen thuộc nàng nhân có thể cẩn thận quan sát vẫn là sẽ phát hiện ba bốn phân tương tự chỗ tiêu như người này tính tình lại cực kỳ mẫn cảm cẩn thận khó đối phó nhu phải cẩn thận chút mới là giảng cẩm liễm khởi tâm tư hơi hơi rũ xuống rèm mắt gầy yếu thân ảnh dừng ở tứ hợp chạng vạn bên trong, bất quá một chút phổ thông nhan sắc. Sở Diệu Nguyên cũng là bị tiêu như này một tiếng liền phát hoảng, liên vỗ ngực khẩu nói, nguyên lai là tiêu tỷ tỷ tại đây hù dọa nhân. Tiêu như tiến lên đây, lại ở bên người nàng ngồi xuống, treo gẹo nhi nói. Xem ra tiêu tỷ tỷ này một tiếng, ngược lại đem công chúa thất hồn bác phách dọa xuất ra. Cũng không phải là sao. Sở Diệu Nguyên hô khẩu khí mới hồi phục tinh thần lại, bỗng nhiên nhớ tới sự kiện, dịu mục kinh chuyển, bản cung nghe nói tiêu tỷ tỷ mấy ngày trước đây ngoài ý muốn rơi xuống nước, theo lý thuyết thân mình chính yếu ớt quá, như muốn hảo hảo tỉnh dưỡng một phen, thế nào lần này một lan săn bắn, tiêu tỷ tỷ lại bỗng nhiên đến. Giảng cẩm tâm tư nhất ngưng. Nói đến cũng là, trước mắt tuy là cuối xuân thời tiết, nhưng tiêu phủ kia mặt hồ nước thật sự là lãnh thật sự, đừng nói là nữ nhi gia, liền tính là một người nam nhân rơi xuống trong hồ, không thiếu được muốn tu dưỡng hai ba thiên. Hiển nhiên tiêu như hiện tại khí sắc còn không có chuyển hảo, trên môi lau chút son tài che khuất trở nên trắng tử da, vừa thấy xương cốt còn yếu. Dưới loại tình huống này vẫn muốn đến săn bắn, hiển nhiên dụng tâm kín đáo. Bổ đến u sâm trong rừng cây hung mảnh giả thú, không phải nàng mục đích. Mà tràng thượng này nhất chúng cẩm y ngọc dung hậu duệ quý tộc thiếu niên, mới là nàng chân chính mục đích. Phương diện này người nào, nhưng lại như thế không hay ho bị nàng xem thượng co, cv bilovelli co bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 15 bị nhân trành thượng bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com đang nghĩ tới liền gặp tiêu như cười thanh khách kéo sở diệu nguyên tay nhỏ bé thái độ thập phần vô cùng thân thiết trong phủ buồn nơi nào là dưỡng bệnh địa phương còn không bằng xuất ra thấu gió lùa Nói không chừng lần này một hồi đi, Tiêu tỷ tỷ này bệnh thì tốt rồi. Tiêu tỷ tỷ túy ôn chi ý không ở rượu a. À. Sở Diệu Nguyên cũng không rõ Sở Tiêu như có nhiều như vậy tâm tư, nàng chỉ biết là Tiêu Như đáy lòng thích nàng vị kia thân ca ca thôi. Tiêu Như nhất thời xấu hổ đến làm bộ muốn đến che nàng miệng, trước mặt nhiều người như vậy, Tiêu tỷ tỷ ta này trương lão mặt đều bị ngươi yết để chỉ thiên. Lời tuy nói như vậy, mặt mày cũng hàm chứa xấu hổ khả nhất đôi mắt lại lặng lẽ hướng tràng thượng liếc đi lúc này tràng thượng không khí say sưa tân đông so với hoàng sao đến phiên sở ca tiến lên sớm có nô tài bị hảo cung tiễn cùng sạch sẽ thăng để tiến lên sở ca cầm thăng tùy ý hướng trên mặt một chút đang muốn cầm lấy tên khi lại nghe thấy cách đó không xa đàm tiếu thanh này trong tiếng cười tự hồ còn kèm theo một đạo có chút quen thuộc thanh âm sở ca nhìn liền nhăn một đôi giống như đao tài mày rậm miễn cưỡng phất đi trong lòng phiền chán cùng chán ghét, tế mị con ngươi đen, nhắm ngay đột nhiên nhất bắn. Chính giữa hồng tâm. Điện hạ hảo tên Pháp. Tiêu như vỗ tay tán thưởng. Sở diệu nguyên chính bưng chén trà nhuận nhuận cổ họng, thấy nàng này suy nhiên bộ dáng, khóe môi nhẹ nhàng dương lên, này nhóm người trung, bản cung tối xem trọng chính là thất ca. Tiêu như dư quan lại xẹt qua vị kia bộ dáng đoan chính bạch y thiếu niên, trong lòng nhưng là vừa động, cố ý trêu ghẹo nói. Y tiêu tỷ tỷ xem, vị kia tân công tử cũng là hảo thân thủ. Sở diệu nguyên nhưng là đối tân đông không có hứng thú, chỉ có chút lãnh đạm ứng thanh. Tiêu như ra sao đợi lát nữa xem nhân ánh mắt nhân, nàng vừa thấy liền biết sở diệu nguyên đối vị này tân gia công tử ca không có hứng thú, đang nghĩ tới biện pháp đem lời đề viên trở về, trong tầm mắt liền lọc vào đến một cái nhân. Không biết thế nào, tổng cảm thấy xem thân ảnh ấy có chút quen thuộc, Tiêu như tâm tư vừa động, cười khanh khách hỏi. Này nô tài nhìn thấy lạ mắt, là vừa đến phụng dưỡng. Cho dù giảng cẩm rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm, nhưng vẫn là không thể may mắn thoát nạn, vẫn kêu tiêu như chú ý thường. Lại nói tiếp cũng là khéo, này nô tài là bản cung theo ngươi nhị ca nơi đó mượn đến, sở diệu nguyên gặp giảng cẩm cả người đều ẩn ở trong bóng ma, khuôn mặt mơ hồ, thân hình gầy yếu thon dài, nếu đứng ở trong gió, vừa vặn sấn trong suốt này từ nhi. Nàng lại cười nói. Linh lung ngươi đứng xa như vậy làm cái gì, khoái thượng tiền vài bước, tới gặp gặp tiêu tỷ tỷ. Giảng cẩm có chút không quen thuộc linh lung này tân tên, tiến lên vài bước, hơi hơi trầm trầm cổ họng, cung thanh nói. Tiêu tiểu thư. Nhị ca nô tài. Tiêu như vừa mỉm cười, một bên tinh tế đánh giá, chẳng qua này kêu linh lung nô tài thật sự quá mức xấu xí, Nàng vốn là thích xinh đẹp gì đó, chỉ nhìn vài lần liền không có hứng thú xem. Nhưng thấy Sở Diệu Nguyên đối này nô tài đổ là có chút để bụng, mà nàng lại cố ý mượn sức vị này nũng nịu công chúa, liền lại cười nói: "Ta đổ không biết nhị ca trước mặt còn có như vậy một vị nô tài." Xem bộ dáng, công chúa thập phần thích. Sở Diệu Nguyên gật đầu nói: "Hắn người này có thể nói lại không hiện ầm ĩ, bản cung xem liền cảm thấy thích." Tiêu như nghe vậy ngẩn ra, ngầm không khỏi tật tiện không thôi, nghĩ rằng một cái mạo xấu nô tài nhưng lại so với nàng còn thảo cửu công chúa vui mừng. Tiêu như lại vừa nghĩ lại, nghĩ rằng bất quá là cái nô tài, nhưng lại là nàng tiêu gia nô tài, có gì hảo e ngại, trên mặt không khỏi dẫn theo phân nhật nhạt ý cười, xuất ra thế gia tiểu thư thuộc nữ phạm, ôm nhu hỏi nói. Ngươi khi nào liền đi theo nhị ca bên người, ta thế nào không có gặp qua. Giảng cẩm nghe vậy, lập tức khẽ cười đáp. Nô tài vừa mới tiến phủ không vài ngày, hơn nữa cũng không ở tiêu nhị gia bên người hầu hạ, trong ngày thường cũng chỉ ở trong viện quét dọn. Đừng nói là tiểu thư, liền ngay cả tiêu nhị gia cũng không gặp thượng vài lần, này ngày có thể bồi tiêu nhị gia đến, thật sự là trong viện triều không ra nhân thủ đến. Tiêu như nghe xong trong lòng kinh khiêu, tiếp tục hỏi. Khi này đó nô tài đi nơi nào? Giảng cẩm giả bộ khó xử nói việc này tiêu nhị gia không nhường nói cho. Nàng do do dự dự không chịu nói, tiêu như càng muốn biết, cũng không phải trộn đạo âu chuyện, nói như thế nào không được. Giảng cẩm ấp a ấp úng nói, giống như đều bị phái đi quản lý một cái hạt nô. Thì ra là thế. Tiêu như thần sắc khẽ biến, nhưng lập tức ý cười trong suốt, như người khác không nhìn kỹ rất khó phát hiện nàng đáy mắt nhiễm lên vài phần nghiến răng nghiến lợi hận ý, nhưng nói ra trong lời nói vẫn là hoảng chậm, làm cho người ta phát hiện không đến mảy may một bên sở diệu nguyên nổi lên hứng thú là dạng người gì nhưng lại nhường tiêu nhị ca như vậy để bụng tiêu như sợ đem giảng cẩm đem rơi xuống nước sự tình nói ra lại nhường công chúa đối nàng sinh ra không tốt ấn tượng chạy nhanh trước một bước đoạt nói cười khanh khách nói nhị ca người nọ công chúa còn không rõ ràng hắn cả ngày nhớ thương cũng chỉ có rượu nữ nhân cùng ngoạn nhạc này tam dạng này nọ đánh giá lần này xem kia hạt nô bộ dáng tốt, nổi lên tâm tư, lại sợ bị bị nhân cướp đi, tài khổ tâm chuẩn bị kỹ phái mọi người nhìn. Sở Diệu Nguyên cười khẽ, này có cái gì buồn cười, tiêu nhị ca người này bất quá là trí tình trí nghĩa thôi. Bất quá nói lại nói tiếp, bản cung thật muốn trông thấy kia hạt nô dài cái gì bộ dáng. Nói xong lại hỏi giảng cẩm, ngươi có thể có gặp qua sao? Giảng cẩm trả lời. Tiêu nhị gia tàn kính, nô tài không gặp đến nhân, nhưng là thấy nhất con ruồi bay đi vào, kết quả tiếp theo dây bị nhân kẹp lấy ném xuất ra. Sở Diệu Nguyên nghe được nàng lời nói này, thu không được cười, đãi thở hỗn hển khẩu khí, nàng chấp nhất quạt tròn nhiều điểm nàng trơn bóng cái tráng. Người này tiểu nô tài là ăn cái gì lớn lên, như thế biết ăn nói, ai nha, bản cung khả luyến tiếc ngày mai liền còn đi trở về. Liên Linh thấy nàng vẻ mặt khó xử, không khỏi trêu ghẹo nói. Nếu là công chúa luyến tiếc, trực tiếp mang về cung được. Sở Diệu Nguyên lại từ từ thở dài nói, bản cung muốn, Tiêu Nhị ca không chịu cho, vạn nhất cuối cùng hai người bị thương hòa khí, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Liên Linh ngữ khí thoải mái nói, như không nghĩ thương hòa khí, nô tài đỗ có một biện pháp, đem việc này quyền quyết định cáo cấp Linh Lung không là đến nơi. Sở Diệu Nguyên vỗ tay nói, hảo biện pháp tiếp liền nhìn về phía giảng cẩm, linh lung, ngươi tưởng đi theo ai? Này vấn đề, không tốt đáp. Nếu là nói theo nàng, chỉ sợ tin tức truyền đến kia tiểu bá vương trong lỗ tai, làm đêm sẽ sấm trướng đem nàng cướp đi. Như nói đi theo kia tiểu bá vương, này không công trốn cơ hội nàng không bỏ được. Chính nàng xá khó phân là lúc, tiêu như đã không cam lòng công chúa lực chú ý lại chuyển tới tiểu nô tài trên người, tâm tư dạo qua một vòng, cười mở miệng nói, theo ta thấy, này nô tài đều dứt bỏ không dưới, hai bên đều muốn cùng, thật thật là cái lòng tham tên. Lời nói này minh bao, ngầm lại biếm nàng ký lòng tham có không từng trải việc đời, giảng cẩm nghe vậy tùy theo cười, tiêu tiểu thư chính nói trúng rồi nô tài tâm tư. Tiêu như chậm rãi cười xem đầu nàng đỉnh, trong lòng quanh quẩn cổ quái lái đi không được. Bên này đang nói, đấu sự lại lặng yên thu, nhất mọi người chính ôm lấy hai người đi tới sở diệu nguyên đứng dậy hỏi. So với thế nào, ai thắng? Tuy rằng là bắn tên cái này không cần thiết đại động tác hạng mục, nhưng là một khi tương đối đứng lên, vận dụng nơi tay thượng lực đạo, nhìn chầm chầm hồng tâm ánh mắt đều không thể ra sai lầm. Sở ca đến khi trên trán tế hãng dày đặc, chỉnh khuôn mặt cũng bị mồ hôi nhuộm dần như hà bàn đỏ ửng, nhưng mà vẫy mực bàn bóng đêm hạ, nhưng cũng như ngũ quan càng nùng lệ tuấn Mỹ, thập phần mê người hắn còn chưa kịp mở miệng trả lời, trước mặt liền nhiều ra một đôi tim tim ngọc thủ. Tầm trên tay sạch sẽ khăn. Tầm mắt theo này hai tay nâng đi lên, vừa chống lại thiếu nữ e lệ nhất đôi mắt, nàng nhẹ nhàng một khi hé miệng, liền phun ra chim hoàng oanh bàn mạng dịu tiếng nói, điện hạ lao hãn. Sở ca hướng nàng trên tay nhìn lướt qua, hứng thú rã rời, khẩu khí thập phần lãnh đạm, trước cắt đi. Thiếu nữ mỉm cười bị kìm hãm, lập tức khóe môi lại dơ lên đến, cười thanh khách nói. Hảo! Nói chuyện khi, vành tay thượng linh lung hoa tai nhẹ nhàng hoảng, có vẻ thập phần tinh xảo. Nàng này thuận theo ôm nhu bộ dáng, mọi người nhìn thập phần tri kỷ, không khỏi lại nhìn nhiều vài lần. Tiêu như đêm này hết thảy đều âm thầm xem ở trong lòng, nghĩ rằng vừa rồi chủ động cũng không phải không có ủng phí, cảm thấy không khỏi ý vài phần, phai nhạc vài phần vừa rồi bị cự tuyệt tức giận cùng thất lạc. Hôm nay tới chậm, còn chưa có so với hoàng tự nhiên thắng bại cũng không có so đo xuất ra sở ca nhất tưởng đến muốn so với ra thắng bại cả người máu lại lại nhiên động cả người vũ phát tinh thần sáng láng thần thái phấn khởi hắn nhìn về phía tân đông cười nói lần khác chúng ta lại tiếp so với tân đông sản khoái ứng hạ náo nhiệt dần dần tán đi tịch dương tây trầm ánh trăng đẩy ra bạc vân thăm dò đầu trong doanh trướng cũng điểm khởi nhất trảng trảng ánh nến ẩn ẩn lượng lượng né qua lục trong rừng cây. Đêm lại thâm chút, bãi săn thượng lửa trại châm, vũ cơ nhẹ nhàng khởi vũ, lại là một hồi hoàng gia thịnh yến. Các ngươi xem tối bên trái cái kia, một phen thon thon eo nhỏ thật sự là đẹp mắt. Sở diệu nguyên uống chút rượu, chính chi má ngóng nhìn ăn ăn nhìn tràn thượng vũ cơ. Phóng mắt nhìn đi, người người đều là tuyệt sắc mỹ nhân, trong đó có một vị càng xuất chúng, mày rậm mắt to, cực có phong tình. Mặc dù ở tràng tuyệt đại đa số nhân ánh mắt đều tụ tập ở trên người nàng, vị này mỹ nhân nhưng vẫn ngưng cao cao tại thượng hoàng đế, một đôi mâu giống như ẩn tình xuân thủy, kêu người theo lòng bàn chân đến đầu quả tim đều ngứa lên. Sở Diệu Nguyên không khỏi treo gẹo nói. Nếu ta bị như vậy một vị như hoa như ngọc mỹ nhân nhìn, tâm can đều bỏ được đào ra, không biết phụ hoàng có phải hay không thừa nàng tình. Liên Linh nói. Nếu là công chúa thích, đại nhưng làm vị này mỹ nhân thảo đi sở diệu nguyên nâng cốc tôn cát có trong hồ sơ thượng hừ thanh nói nhất sơn không dung nhị hổ ta cũng không tưởng nổi bật đều bị nàng cướp sạch liên linh bật cười công chúa sợ cái gì ngươi là kim chi ngọc diệp thường nhân thế nào so với được sở diệu nguyên mắt đẹp kinh chuyển tưởng thật liên linh ngưng nàng xinh đẹp khuôn mặt nhu nhu cười tưởng thật sở diệu nguyên khiên môi cười đáy mắt nghiễm nhiên tàn không được vui sướng, lại sợ chính mình quá mức phù lãng, miễn cưỡng cụ cụ cổ họng, giả bộ không hờn giận nói. Ngươi sẽ nói tốt. Vừa mới nói xong hạ, bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh người một tiếng ai u thanh, hai người có thế này chặt đứt nói theo tiếng nhìn lại, đã thấy giảng cẩm chính xoay người ôm bụng, kiểm nhi trắng bệt, tình huống thập phần không ổn. Giảng cẩm khổ một trương mặt nói. Giống như ăn sai này nọ, bụng đau hoảng nói xong mặt lại trắng nhất tiệt, công chúa, nô tài không được, trước thất bồi đi như xí. Sở Diệu Nguyên nói, cũng đừng hành lễ, chạy nhanh đi. Giảng Cẩm nói thanh, vội vàng cách tịch to, CV below validate to. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 16 Bị hắn phát hiện Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com một đường đèn cung đình dần tối, bóng đêm càng dày đặc, bóng cây loan lỗ hạ xuống vài phần ánh trăng, giảng cẩm đã biết phía sau có người đi theo, lại dương giả không biết, tiếp tục làm bộ như đau bụng vội và chạy tới nhà vệ sinh, đi vào lại đem cửa gắt gao quan thượng, nửa ngày đều không có động tĩnh. Nhà hoàng đợi hồi lâu cũng không gặp nàng xuất ra, không khỏi tâm sinh hoài nghi, vì thế lặng yên tới gần, mặt dán tại cạnh cửa cẩn thận thám thính, nào biết đạo môn đột nhiên nhất khai, nàng bất ngờ không kịp phòng, thân mình bỗng chốc ngã đi vào. Đột nhiên hoành thân đi lại nhất cái cánh tay, vững vàng vỗ về nàng vòng eo, tập hương tỷ tỷ ghé vào trên cửa làm cái gì. Nhà hoàng xem gần trong gan tất giảng cẩm, bỗng chốc trừng lớn mắt, tràn đầy kinh ngạc kích động, lập tức cả giận nói. Ngươi này cẩu nô tài còn không mau buông tay, muốn ăn ta đậu hũ bất thành. Giảng cẩm y nàng lời nói tùng thủ, tập hương nửa khắc hơn hội giang không đứng vững, lòng bàn chân vừa trợt liền ngã vào ao phân, nhất thời nước bắn một phiến minh hoàng dịch tí, tóc ti thượng cũng dính đầy loan lỗ nhiều điểm hoàng tí. Muốn từ ao phân trung đứng dậy, lại bởi vì lòng bàn chân trượt, năm lần bảy lượt đều không có thành công, không khỏi vừa giận vừa thẹn, trên mặt cũng thanh một trận bạch một trận, nhìn đến giảng cẩm đứng ở một bên xem náo nhiệt, lại chọc tức, đương trường quát lên. Ngươi này cẩu nô tài dám đem ta túng tiếng ao phân lý, hảo, hảo thật sự, tiểu thư nhà ta định sẽ không kinh tha ngươi. Nghe được nàng nhanh như vậy liền đem nhà nàng tiểu thư cung xuất ra, giảng cẩm nhẹ nhàng chọn hạ mày, tập hương tỷ tỷ trước đừng tức giận, này hội nên ngẫm lại thế nào xuất ra mới là. Tập hương ngẫm lại cũng là, mày liễu cao gầy, khí diễm kiêu ngạo, vậy ngươi còn thất thần làm cái gì, còn không mau đi lại phù ta. Cái này đến. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là đi rồi vài bước liền nắm bắt chóc mũi lại lui trở về, tập hương nhìn lên hoảng thần, chạy nhanh hỏi. Ngươi lui về đi làm cái gì? Giảng cẩm dịu một kinh chuyển, đáy mắt lưu quan vừa hiện, tỷ tỷ đừng vội, quan là ta một người kéo không ra ngươi, ta phải đi tìm cái giúp đỡ đến. Tập hương lại mắng. Đồ ngu, ngươi là để cho người khác cũng xem ta chê cười. Biết nàng sẽ nói như vậy, giảng cẩm nói. Nếu không tìm người đến giúp một tay, chỉ có thể đi ra bên ngoài tìm một ít thô nhánh cây, như vậy tỷ tỷ là có thể đắp trên cành cây đến. Nhưng mà nàng đến nhà vệ sinh ngoại cũng không tìm nhánh cây, mà là chuyển đến nhất tảng đá, lén lút đổ ở tại cửa, lại đi trên ngón tay lau chút thượng bùng bụi, ở trên tảng đá viết chớ quấy rầy hai chữ. Sự tình làm xong, nàng lại đánh giá vài lần, mới vừa rồi vừa lòng rời đi, mà phía sau kia gian nhà vệ sinh lý còn vang nữ nhân không kiên nhẫn thúc dục thanh, theo nàng dần dần đi xa, thanh âm cũng càng ngày càng thiển đi đến trên đường gió đêm thổi qua u lâm, loạn dịp gian quả đen từng đợt kêu sợ hãi, bất chợt lại xen lẫn một đạo yếu ớt tiếng khóc. Giảng cẩm nghe, cước bộ một chút. Dựng thẳng nhĩ thám thính này quỷ dị trên rỉ thanh, nhưng mà mãn nhĩ đều là ẩn ẩn tiếng gió, cùng với kia quả đen khàng khàng thương kêu. Chính hoài nghi chính mình hay không nghe lầm, tiếng gió nổi lên bốn phía dưới, lá xanh kinh động lợi hại, phất một tia ánh sáng theo trước mắt chợt lóe mà qua này sợi bóng lượng chính ở phía trước. Phất khai loạn sinh trẻ, hai mặt bóng người liền dừng ở trước mắt. Giảng cẩm lập tức che ở thụ mặt sau, lại lặng lẽ thám xem, vừa đúng thấy sở cô đối diện nàng, trong tay nói ra chờ, ánh sáng lại thập phần hôn đạm, vẻ mặt bị bóng đêm xâm nhiễm vũ phát mơ hồ, chỉ có thể nghe được hắn đạm mặt ngữ khí, thỉnh vương tiểu thư tự trọng. Nữ tử lại không cam lòng hắn lãnh đạm thái độ, cắt gao níu chặt hắn góc áo y bào, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn chảy lệ hỏi. Vương gia đã không có người trong lòng, có hay không hôn phối, vì sao không thể cấp Vũ Lâm nhất một cơ hội. Nhưng mà sở cô tự hồ không thích bị nhân đụng chạm, lạnh lùng phất khai tay nàng, đây là bổn vương chính mình sự tình. Ngôn ngoại chi ý, không có quan hệ gì với nàng. Nữ tử thương tâm đến cực điểm, rớt ra lệ cũng càng ngày càng nhiều, nhất thời chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tất cả đều là tung hoành vệt nước mắt, nàng lại độc tự đứng ở túc túc trong gió, vũ phát điềm đạm đáng yêu. Nàng vài lần muốn nói nói, lại bị tiếng khóc đánh gãy, một hồi lâu tài rưng rưng cười khổ nói. Chẳng lẽ điện hạ liền như vậy ghét bỏ vũ lâm? Sở cô nghe vậy không đáp nhất tự, nhưng mà mặt mày qua cho lãnh tuấn đạm mạc, lại đứng ở lá rụng tung bay bối cảnh lý, rõ ràng cự nhân cho ngàn dặm ở ngoài. Điện hạ Nữ tử cắn môi gọi sở cô như trước bất vi sở động như không có chuyện khác bổn vương đi trước nữ tử kinh ngạc theo dõi hắn rời đi bóng lưng tự hồ cả người khí lực đều không trừ đi rồi bàn bỗng chốc ngồi sững trên đất chậm rãi che mặt khóc lên tiếng dấu ở thụ sau giảng cẩm thấy đến một màn như vậy cũng lặng lẽ rời đi giảng cẩm trong lòng đang nghĩ tới sự nhất thời sơ sẩy đại ý đợi đến lấy lại tinh thần người đương thời đã đứng ở nàng trước mặt mi như đao tài mâu giống như u châu, chính lạnh lùng nhìn chầm chầm nàng xem. Giảng cẩm nhất thời không lấy lại tinh thần, kinh ngạc đón nhận ánh mắt của hắn, trong đầu lại bỗng nhiên xẹt qua kia một màn, ngày ấy nồng đậm bóng đêm hạ, gió cuốn khởi màn xe, hắn tọa ở trong xe ngựa cùng nàng đối diện, chẳng qua ngắn ngủi liếc mắt một cái, lại kêu nàng thắp cả người sinh mát, coi như bị ác ma trành thượng. Nàng chạy nhanh rũ xuống rèm mắt, được rồi cái lễ nói. Nô tài bái kiến yến vương sở cô lãnh mâu xem nàng thấp kém đi bóng lưng, vai gầy yếu, vòng eo như liễu, đen thùi sợi tóc có vài sợi cuối ở bên tai, nương hắn trong tay hôn đạm ngọn đèn, sấn được yêu thích gò má da thịt bánh bạch giảng cẩm. Như vậy vừa thấy, phỏng chừng sẽ cho rằng là cái tuấn mặt thiếu niên, nhưng mà vừa rồi kia ngắn ngủi đối diện, hắn liền đem nàng nhìn thấy rành mạch. Một trương khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên che kính tàn nhang, cầm còn sinh một viên đậu đại chí, đem trắng nõn thể diện hủy thất bát phân, làm người ta vừa thấy liền sinh ra xấu xí nan kham cảm giác. Nhưng không biết vì sao, hắn cảm thấy trước mắt người này nhìn quen mắt thật sự, khả tinh tế nhớ tới, hắn cũng là chưa từng gặp qua, vì thế phân phó nói. Ngươi ngẩng đầu. Giảng cẩm chậm chạp ngẩng đầu. Sở cô xem nàng, trong suốt như thủy nhất đôi mắt, lượng thấu mà linh động. Hắn này trong lòng bỗng nhiên lọt vào cái gì vậy, trảo không được, cũng nhìn không thấy liền như vậy âm thầm gãi hắn tâm không nên nhường hắn khó nhịn mới được có thể xác định một điểm hắn nhận thức này ánh mắt không nhận biết này khuôn mặt nhưng cố tình nhận thức này ánh mắt sở cô chậm rãi thu hồi ánh mắt khoanh tay đứng ở nàng trước mặt hỏi ngươi trước kia gặp qua bổn vương giảng cẩm cũng không biết nên như thế nào trả lời như nói gặp qua hắn chắc chắn hỏi ở nơi nào gặp qua nàng nếu thành thật công đạo dựa theo hắn tính cách định sẽ biết thân phận của nàng biết nàng là giảng cẩm sau nói không chừng trực tiếp túng nàng đi tiêu nguyệt nơi đó cứ như vậy nàng không vừa muốn rơi vào trong hang sói đi giảng cẩm thật vất vả thoát khỏi điệu tiêu nguyệt quyết không có khả năng lại trở về nghĩ nghĩ liền lắc đầu nói hồi yến vương nô tài không có gặp qua sở cô hiển nhiên không tin nàng này lý do thoái thác đem nàng ngưng nói mới hảo hảo tưởng giảng cẩm ra vẻ khó xử nói. Nô tài thật sự không nhớ rõ. Nhưng mà nhìn chầm chầm mặt nàng, sở cô trong lòng vũ phát cảm thấy cổ quái, vì thế tiến lên tới gần một bước. Dù là vừa rồi đối mặt ái mộ chính mình nữ tử, cũng không có thấy hắn như thế chủ động, giảng cẩm không khỏi liền phát hoảng, vội vàng lui về phía sau vài bước. Sở cô đi đến nàng trước mặt, từ trên xuống dưới ngưng nàng, nhấc đôi mắt giống như tay sai bàn u trầm, áp ở nhân tâm đầu thập phần gấp gáp, vì sao bổn vương cảm thấy ngươi giống như đã từng quen biết. Hắn thanh âm trầm hoảng lại lãnh, giống như một thanh băng ở tuyết trung kiếm, nhất rút ra liền quanh quẩn lãnh liệt hàng khí. Giảng cẩm miễn cưỡng nở nụ cười vài tiếng, tưởng phá vỡ giữa hai người xấu hổ, cố gắng khi Yến Vương nhìn lầm rồi. Sở cô xem nàng đỉnh đầu, không khỏi nhíu mày, tuy rằng hoang mang, nhưng hắn cũng biết tại như vậy hỏi đi xuống cũng là không làm nên chuyện gì, liền hoảng thanh nói ngươi đi theo bổn vương phía sau là có cái gì mục đích giảng cẩm vừa rồi trong lòng nghĩ sự khi lý hồ đồ đi tới nào biết nói thế nhưng cùng hắn cùng đường trước kia ước gì cỡ nào thân cận hắn hiện tại cũng là tránh không kịp nàng lại thân cận hắn cũng bất quá là đem băng ô hòa tan cũng chọc đến chính mình một thân ẩm yến vương vì sao như thế chắc chắn nô tài nhất định đi theo ngài sở cô nhăn lại mày tâm hiển nhiên không tin lời của nàng chẳng lẽ không đúng giảng cẩm nhẹ nhàng cười nói chẳng lẽ là được yến vương chỉ bằng nô tài đi theo ngài phía sau liền xuyên tạc nô tài có cái gì mục đích cánh rừng lớn như vậy yến vương có thể đi đường này chẳng lẽ nô tài bước đi bất thành nàng hỏi nhưng là rất hợp lý khả ở sở cô nơi này mọi việc vị tất cần nhờ trật tự mấu chốt nhất mà là hắn trực giác mà hiện tại trực giác nói cho hắn này nô tài rõ ràng còn có mục đích Nhưng là này há mồm cố tình cắn được ngay Đến bây giờ cũng không có phun ra Nửa điểm hữu dụng gì đó Sợ cô không khỏi lãnh mị Xong hẹp dài phượng mâu Một phen nắm lấy cổ tay nàng hung hăng tới gần Này hội liên ngữ khí đều lãnh thấu xương Ngươi nói hay không Giảng cẩm nhưng là muốn nói Khả trên thực tế nàng quả thật không có mục đích Điều này làm cho nàng nói cái gì Thủ đoạn bị hắn trảo đau đớn khó nhịn giảng cẩm tưởng phủi tay cố tình hắn khí lực so với nàng đại, đành phải hỏi. Yến vương thế nào cũng không tin nô tài trong lời nói. Sở cô một đôi tay sai bàn tối tâm con ngươi nhanh nhìn chầm chầm nàng, bổn vương dựa vào cái gì tin ngươi. Vì sao không tin? Nô tài là mảnh thú hồng thủy, vẫn là trắng rít người, muốn cho Yến vương như thế kiên kỵ cảnh giác. Giảng cẩm xem hắn, mâu gian ánh thiên thượng ánh trăng, hắn trong tay đèn cung đình độ lửa, ẩn ẩn nhiên nhiên nhất dúng, dường như tiếp theo thuấn nổ tung hôi hổi hỏa diễm, nàng hoảng thanh hỏi. Vẫn là nói một cái nho nhỏ nô tài, có thể dễ dàng động yến vương cảnh giác. Một cái tiểu nô tài dám ép hỏi đường đường nhất giới vương gia, theo lý thuyết là muốn bị trị tội. Mà lúc này cũng không có người khác ở đây, sở cô chỉ nắm chặt cổ tay nàng, chỉ phút cùng cổ tay gian da gia thịt chạm nhau, nàng bị nắm chặt sinh đau, mà hai người đối diện khi, nàng ánh mắt bình bình thản thản không sợ không ngại, giống như chính là ở trần thuật sự thật. Sở cô trành nàng hồi lâu bỗng nhiên thả tay, hắn dời tầm mắt, giống nhìn về phía trước mặt lẫn lộn có trí u lâm, lại tự hồ chính xem tung bay lá rụng, tuy rằng tầm mắt không một định chỗ, khả ánh mắt cũng là lãnh, về sau phải nhớ, đừng cùng bổn vương đồng đi một con đường. Giảng cẩm xoa vẫn tán đau cổ tay, chậm rì rì nói. Đa tạ yến vương. Biết là tốt rồi sở cô lạnh lùng bỏ lại một câu, phất tay áo rời đi. Thừa dịp hắn xoay người là lúc, giảng cẩm chạy nhanh làm cái mặt quỷ. Khả hắn sau lưng giống như dài lấy ánh mắt, cước bộ một chút, trở lại xem nàng. Mâu quan dung ở trong bóng đêm, ẩn ẩn nặng nề, liên nhổ ra trong lời nói cũng là ngầm có ý uy hiếp, ngươi trước làm gì. Giảng cẩm lại công lên khóe miệng, cười đến thập phần thành khẩn, hiến vương đi thông thả không tiễn. CV Bạn thích bộ truyện này Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 17 Say rượu nháo sự Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Đợi nhân đi rồi Giảng cẩm tài nhích người ra lâm Trở lại yến thượng khi vừa vặn vũ khúc vừa tất Một đám hồng sa mỹ nhân cúi đầu quỳ trên mặt đất Chó lọi đèn cung đình treo ở thượng đầu theo các nàng sa mỏng bên trong mơ hồ lộ ra một chút xuân sắc. Ngồi ở trên long ỷ hoàng đế miễn cười ngóng nhìn, liên tục tán thưởng. Mọi người hoặc lặng yên ngóng nhìn, hoặc minh Mục trương đảm theo hoàng đế tầm mắt nhìn lại, quỳ gối dẫn đầu phía trước một gã vũ cơ chính xấu hổ cuối mặt, một chút đơn bạc hồng sa quả dáng người vũ phát thức tha phong lưu. Mọi người cho rằng hoàng thượng đối nàng có hứng thú, nhưng hoàng thượng cũng không có sở tỏ vẻ, thoáng tán thưởng sau liền phân phó các nàng đi xuống. Rất nhanh yến thượng lại không người chú ý này mỹ nhân, giảng Cẩm vô tình nhìn thoáng qua, lại phát hiện không thích hợp địa phương. Cách tịch khi mỹ nhân trải qua sở cô án tiền lược nhúng chân, mắt đẹp lặng yên khinh liếc, mỹ sắc lưu chuyển, nhưng là nàng này phiên đưa tình thần thái, sở cô căn bản không đáng để ý tới, ngược lại nhận thấy được giảng Cẩm đầu tới được ánh mắt, súc mi đông lạnh nhìn lại. Giảng Cẩm vốn chú ý đều đặt ở mỹ nhân trên người, bỗng nhiên nhận thấy được hình như có đạo ánh mắt ở trên mặt nàng chuyển động vì thế theo nhìn lại thình lình tầm mắt cùng hắn chống lại chạm đến đến hắn mâu trung thăm hỏi ý tứ hàm xúc giảng cẩm chợt cuối mâu đối phương sâu thẳm mâu quan không có tìm được cái gì chậm rãi thu trở về nhưng là dư lực còn tại vẫn nhường giảng cẩm cảm thấy da đầu rung lên thẳng đến yến táng giảng cẩm đi theo sở diệu nguyên trở về doanh tài tạm thời thoát khỏi hắn u lãnh xem kỹ sở diệu nguyên nghiễm nhiên không thắng trụ lực, đi khi cần nhân đỡ, trở lại doanh trướng, liên linh liền đem nàng ẩm giường khi, lại phân phó giảng cẩm. Đi đánh một chậu nước đến. Giảng cẩm đi ra doanh trướng, dày đặt bóng đêm đập vào mặt mà đến, phóng mắt nhìn đi tràn đầy cây đèn tinh hỏa. Bỗng dưng theo bàn đột nhiên thoát ra nhất đạo nhân ảnh, theo sau lưng đánh lén một phen ôm lấy nàng cổ, ngay sau đó đem nàng túng vào một cái hôn ám góc giảng cẩm còn chưa có đứng vững gót chân, phô thiên cái địa bị một cổ nồng liệt mùi rượu bao vây trụ, lập tức nghe được một đạo miễn cưỡng nam tảng. Vừa rồi đi đâu? Như vậy bá đạo động tác, như vậy phô trương thanh âm cũng chỉ có một nhân xứng có được. Tiêu Nguyệt vóc người cao hơn nàng ra một cái đầu, lúc này liền từ trên xuống dưới lười nhát đánh giá nàng, gò má hai bên lặng lẽ nhiễm đỏ ửng, nhưng ở tối đen ẩn ẩn ban đêm cũng không mười phân rõ ràng, chỉ có thể cảm nhận được hắn một đôi sáng ngời con ngươi. Có lẽ là uống hơn rượu, đem kia trong trẻo nhan sắc cũng cùng rót vào trong mắt. Giảng cẩm cho rằng hôm nay sẽ không tái kiến hắn, lại không thể tưởng được hắn giống tay sai giống nhau nhanh nhìn chầm chầm nàng, cảm thấy thật sự chán ghét, đi một chuyến nhà vệ sinh. Tiêu Nguyệt tuy rằng say rượu lợi hại, nhưng trí nhớ còn giữ, hắn say khước chống tại nàng trước mặt, thấp đầu xem nàng, khóe môi xả ra mặt cười lạnh, lời này có thể lừa ai. Đau bụng lợi hại Cũng không có cách nào Một cổ cổ mùi rượu nhào tới Toàn lăn nhập xoan mũi Giảng cẩm bị huân khó chịu Nhìn không được lui ra phía sau vài bước Tiêu Nguyệt nhìn lên lập tức lạnh đuôi lông mày Bước tiến lên trảo nàng Giảng cẩm sao có thể để qua Chính trực thô dũng niên kỹ thiếu niên Chỉ có thể bị hắn bắt lấy vạt áo Bị bắt đưa trước mặt hắn Ngay sau đó Hắn dắt nàng trở về đi Giảng cẩm trong lòng lột bột hạ Ngươi muốn mang ta đi thế nào? Hồi gia danh trướng. Công chúa bên kia thế nào công đạo? Tiêu Nguyệt ngữ khí thực sung. Gia muốn bắt ngươi, quản người khác làm cái gì? Giảng cẩm cảm thấy do dự lại chán ghét, bên tai lập tức truyền đến hắn thấp giọng quát lớn. Đừng lộn xộn, bằng không. Gia đoá ngươi. Nói chuyện khi đánh cái rượu cách. Giảng cẩm bị trong miệng hắn này vì làm cho nói không nên lời nói chỉ có thể đình chỉ cái mũi. Tiêu Nguyệt cho rằng nàng dọa choáng ván, khóe môi cười hình cung dơ lên, chiếu vào hai gò má đỏ ửng trên khuôn mặt, giống như triều vân ánh nắng chiều, có cổ bắt đầu khởi động phô trương anh khí. Giảng cẩm bị hắn thô lỗ túng hồi doanh. Đi chưa được mấy bước, thiếu niên cao lớn thân hình quơ quơ, túng nàng thân mình bàn tay cũng tùng hạ. Giảng cẩm như tội mông thích, đang muốn trốn, tiêu nguyệt chợt khôi phục thanh minh, bàn tay căng thẳng một lần nữa đem nàng ôm lấy giảng cẩm đốn thấy không đường thả trốn trên trời lại bỗng nhiên mở một con đường tiêu nguyệt đi rồi vài bước lại dừng lại thủ chống đầu dùng sức quơ quơ hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà nhất thanh muộn hưởng liền tài đến thượng nhưng mà trong tay hắn còn nắm nàng tay áo giảng cẩm bất ngờ không kịp phòng tay áo bị hắn bỗng chốc xé mở lộ ra cánh tay đại phiến da thịt cả người lại ngã vào trên người hắn đầu đụng vào hắn ngực, nhất thời mắt mạo sao, trong xoan mũi tất cả đều là thiếu niên bên miệng toát ra đến mùi rượu. Tiêu Nguyệt bị nàng bị đâm cho quá sức, táo bạo như sấm nói. Ngu xuẩn ngươi áp đến lão tử. Giảng cẩm chạy nhanh đứng lên, vừa nâng lên chân phải rời khỏi, Tiêu Nguyệt mắt sắc, thân đi lại một cái dài cánh tay, trực tiếp lượt nàng hai chân. Giảng cẩm lập tức lui về phía sau, nhưng so với bất quá hắn thủ dài, bên chân nhất bán, lại đưa tại thượng lúc này còn chưa dậy thân đầy người mùi rượu thiếu niên liền xoay người áp đến trên người nàng dù sao nam nữ có khác này hội hai người hai mặt nhìn nhau da thịt lại cơ hồ đụng chạm ở một khối bảo không cho xảy ra cái gì đường rẻ. giảng cẩm lập tức quay mặt dùng bên kia khoang tay áo ngăn trở mặt tiêu nhị da tự trọng tiêu nguyệt cũng không phải là cái giữ quy cũ nhân thập phần không khách khí bỏ ra tay nàng lại đè lại nàng đầu hẹp dài con ngươi hiếp hơi hơi mở một cái khâu nhi bán si túy bán hồ đồ xem nàng, mồm miệng không lớn lưu loát nói. Còn muốn chạy. Không đợi nàng trả lời, lại cười nhạo nói. Khó mà làm được. Giảng cẩm đã đối hắn bức bách luôn mãi nhường nhịn, này hiểu ý để nghiễm nhiên nổi lên khí. Khi tiêu nhị gia tưởng muốn thế nào? Không là gì cả. Khi liền buông ra ta. Ngươi nói phóng để lại. Nói xong, tiêu nguyệt hung hăng để ở khớp hàm, đem một cổ nồng liệt trụ cách cấp bức trở về, tiếng nói khàn khàn nói. Chỉ có gia có thể định đoạt. Hắn đã say thất bát phân, còn lại hai ba phân rõ sáng mai uy cẩu, giảng cẩm không muốn làm này không sợ rối rắm, dứt khoát ngậm miệng ba không nói chuyện. Tiêu Nguyệt cho rằng nàng sợ, vì thế chậm rãi triều nàng thấp sụ mặt, phô trương mặt mày quải nồng liệt túy khí, hắn nhìn chầm chầm nàng xem, tầm mắt dĩ nhiên mơ hồ, lỗ tai cũng nghe không tiếng gì thanh âm tại đây khối chật chội trong không gian hắn cúi người vòng trụ nàng giống vây khốn trong nước người cá bàn đem nàng khốn ở trong ngực một viên hôn trầm đầu chậm mềm mại tóc say khước nói dám can đảm ngươi dám can đảm đi hắn ngữ khí là như vậy càng rỡ hung ác lại tự dưng lộ ra đến một cổ bất lực giảng cẩm vừa không là thượng đế cũng không phải ông ba phải vô pháp đụng chạm người khác đáy lòng cấm kỵ đành phải khinh khẽ đẩy hắn một phen nói ngươi say Tiêu Nguyệt phản phất không nghe thấy, chỉnh khuôn mặt đều chôn ở nàng gáy qua chỗ. Giống như ấu khuyển tìm được đường về bàn, này hội hắn đã dở xuống tâm phương, thuận theo kỳ quái. Hắn buồn nói nhẹ nhàng nói. Chớ đi, trăm ngàn chớ đi. Thanh âm càng ngày càng nghe, cho đến không thể nghe thấy. Tiêu nhị gia Không người ứng. Tiêu nguyệt. Vẫn là không người ứng. Giảng cẩm chậm rãi thở ra một hơi, nhẹ nhàng mà đưa hắn đẩy ra, có thế này đứng dậy. Mãn đêm trời sao, theo xa xa truyền đến từng đợt tiếng gió. Có hai vị cung nữ nên diện đi tới. Giảng cẩm hô. Hai vị tỷ tỷ xin dừng bước. Các nàng đốn chân nhìn lên, tuy rằng bóng đêm xâm nhiễm mờ nhạt ánh nến, nhưng này cũng không ngại ngại các nàng đánh giá nhân, này hội kiến nàng quần áo phổ thông, liền nhận định là nhất giới gã sai vặt, tâm sinh kinh thị, thuận miệng nói có chuyện gì? Giảng cẩm nói. Muốn phiền toái hai vị tỷ tỷ phù tiêu nhị gia trở về. Nghe nàng vừa nói, hai vị cung nữ có thế này chú ý tới nàng phía sau vù vù ngủ nhiều tiêu nguyệt, trong đó một vị mắt sắc, lập tức nhìn đến hắn trong tay nắm chặt một khối vật liệu may mặt, lập tức ánh mắt kinh chuyển, đánh giá đến giảng cẩm trên người, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nàng cổ tay áo thiếu một khối. Mà giảng cẩm thần sắc ngượng ngùng lại nang kham này chân tướng không cần nhiều đoán, kinh thành người trong đều biết vị này tiểu bá vương như thế nào hỉ sang ngư sắc, nhưng lại không biết hắn hoàn hảo mông phong. Khả trước mặt vị này thật sự mạo xấu, tiêu nhị gia là thế nào xem thường. Hai vị cung nữ cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, mâu trung có cười nhạo. Giảng cẩm thấy thế làm bộ khóc kể, một lát lau kiểm nhi, một hồi níu chặt tay áo, đứt quảng, ấp úng nói lên tiêu nhị gia như thế nào đùa giỡn nàng, lại như thế nào muốn bá thượng nàng. Bỗng nhiên ngữ điệu vừa chuyển, nói lên tiếng cung phía trước gặp được, kế mẫu là như thế nào khi nhục nàng, mà cha ruột lại là như thế nào nén giận, sau này lại nghe kế mẫu lời dèm pha, chỉ vì kia nông cạn ngân lượng đã đem nàng bán vào trong cung. Ngôn từ gian, trong thần sắc được không ủy khuất. Hai vị cung nữ mặc dù có cẩu mắt thế nhân thấp hiềm nghi, nhưng ở vào cung tiền cũng là thường hết chua sót, này hội giảng cẩm vừa nói, các nàng lập tức liên tưởng khởi chính mình, không khỏi sinh ra đồng tình chi tâm, tâm mềm nhũng cũng liền ứng. Đem các nàng cùng tiểu bá vương đưa sau khi đi, giảng cẩm có thế này nhất sửa phía trước khóc tan mặt, chậm rì rì trở về chính mình dừng chân doanh trướng. Trở về khi đi ngang qua yến vương doanh trướng. Lúc này bóng đêm đã nùng, bốn phía tối đen, mà hắn này phiến trướng mặt bị ánh nến bao phủ, lâm vào một mảnh hôn đạm minh hoàng. Trướng thượng ảnh ngược hai mặt bóng người một chút cao to cao gầy, dáng người cao ngất, vừa thấy liền biết là Yến Vương sở cô. Một khắc mạc bóng người tinh tế lã lướt, phong tình vạn chủng. Y theo giảng cẩm phán đoán, cực kỳ giống vừa rồi ở Yến Thượng đối hắn tầng đưa thu ba hồng sa mỹ nhân. Hai mặt bóng người phàn triền ở cùng nhau, dung ở ánh nến sắc lý, chiếu vào doanh trướng thượng hết sức kiều diễm lưu quan. Gió thổi phá trướng mạnh, tiết ra triền miên xuân ý xem xét người kia riêng tư phi quân tử gây nên. Giảng Cẩm Hạ quyết tâm, cấp tốc đi qua, nhưng mà mới vừa đi đến trướng mành tử chỗ, đột nhiên vang lên một đạo tiếng thép chói tai. Mỹ nhân theo bên trong bỗng chốc quăng ngã xuất ra, trực tiếp ngã ở nàng trước mặt. Bị ngăn chặn lộ, giảng cẩm đi không phải, lui cũng không kịp, giật mình ở tại chỗ, chỉ có thể nhìn Mỹ nhân lão đảo theo đi trên đất đứng lên, nước mắt gợn sóng, mắt đẹp hàm ai, khóc sức mướt chạy vội đi vào đi ra ngoài bên trong vang lên một đạo giận xích thanh giảng cẩm vừa nghe bất chính là yến vương thanh âm đáy lòng tò mò quấy phá nàng theo tiếng nhìn lại mỹ nhân chính quỳ trước mặt hắn hồng sa bán lộ lộ ra một đầu tuyết trắng vai bởi vì thương tâm quá độ bả vai rung lên rung lên trước ngực kia lộ ra đến tuyết trắng đoàn tử cũng rung rung rẩy rẩy địa chấn thật sự là ngon miệng sắc đẹp giảng cẩm trong lòng một tiếng tán thưởng nhưng mà Yến Vương căn bản bất vi sở động, mặt mày hàm lãnh, khóe môi bình thẳng, dáng người vẫn là cao ngất như tùng, không thể nghi ngờ chiêu hiển hắn lãnh khóc bạc tình một mặt. Như vậy nhân sinh nên muốn đi làm đế vương, nên muốn tuyệt tình tuyệt nghĩa, giống thiên thượng thần tiên giống nhau, xác định vững chắc là muốn chặt đức phàm trần lục căng. Mỹ nhân khóc rước mướt nói. Nô nhi thầm nghĩ ở lại điện hạ bên người, không cầu danh, cũng không tham khác, thầm nghĩ mỗi ngày gặp ngài một mặt, xa xa cũng thỏa mãn dứt lời một chút dập đầu khẩn cầu nói cầu điện hạ hướng hoàng thượng thảo cái tình nhưng nô nhi ở lại điện hạ bên người sở cô đã bị nàng triền vài hồi vẫn là bất vi sở động bổn vương không cho mỹ nhân mở to mắt nhìn hắn hai mắt đẫm lệ sở cô lạnh lùng nhìn chăm chằm nàng hạ đạt cuối cùng nhất cái mệnh lệnh nếu không cút đi sẽ không là bổn vương tự mình đưa ngươi đi ra ngoài điện hạ mỹ nhân âm điệu thê lương bi ai, mắt đẹp lệ châu nhi luôn luôn điệu. Sở cô theo mâu trung bắn ra một đạo ánh sáng lạnh, trầm giọng nói. Còn không đi. Biết không có thể cường lưu, mỹ nhân hung hăng cắn môi, long đầu vai hồng sa sắc sắc lui lui đi ra ngoài. Gặp người đi xa, ẩn ở bóng ma chỗ giảng cẩm có thế này lặng lẽ đi ra. Nhưng mà vừa nhất đi ra, lại nghe sở cô lãnh trầm tiếng nói. Ai ở bên ngoài? O, CV o Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 18. Yến Vương bức bách. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio. Com. Bị hắn phát hiện, giảng cẩm chỉ cảm thấy da đầu rung lên, bất đắc dĩ đi vào doanh trướng, đứng định sau khấu đầu nói. Yến Vương điện hạ, sở cô đang ngồi ở án tiền, thay đổi thân nhẹ nhàng nguyệt bạch sắc ám văn thường phục phía trước mở ra một quyển thư, chữ viết ít ỏi, nhưng hiển nhiên phía trước bị nhân trì hoãn, bút tùy tùy cắt ở một bên, ánh mắt không chút để ý dừng ở trên người nàng. Lại nói tiếp, hắn mới vừa gặp qua nàng, trước mắt lại gặp được nàng, vẫn là cảm thấy mạo sử nhân gầy, đặt ở trong đám người tuyệt thực xin lỗi mắt. Nàng cổ tay áo thiếu đại phiến, nàng có lẽ tưởng che lấp, lấy tay phải tay áo ngăn trở, nhưng vẫn là lộ ra chút da thịt. Dừng ở hôn ám ánh nến lý, Giống như Minh Châu tẩm mở heo, Minh Mông Long thượng một tầng nhu ngấy đạm hoàng. Sở cô tự hồ không muốn nhìn thấy nàng, mày nhíu một chút hỏi. Nghe lén bao lâu? Giảng cẩm lập tức cung kính nói. Nô tài không dám. Không dám cái gì, không dám nghe lén. Vẫn là không dám trả lời. Trải qua vừa rồi một phen giao phong, sở cô khoảng thấu nàng tính tình, thích đánh thái cực không nói thật, này hội cũng là như thế hắn cũng không cho nàng cơ hội long long mi tâm nói thì phải là nghe lén giảng cảm thấy hắn có truy cứu ý niệm lập tức đã khởi giảng hòa nói nô tài không có nghe lén chính là vô tình đi ngang qua mà thôi sở cô lại nghe nàng chính miệng thừa nhận này cùng nghe lén ý tứ giống nhau cũng không cho nàng tiếp tục giải thích cơ hội liền bình tĩnh thanh hỏi nói rõ ràng nghe xong bao nhiêu lại nhìn bao nhiêu hắn này căng thẳng truy vấn bộ dáng dường như giấu đầu hở đuôi muốn che giấu cái gì giảng cẩm khinh ngước mắt thình lình bốn mắt nhìn nhau nàng hơi giật mình chợt rũ xuống rèm mắt trả lời nô tài không có nhìn đến bao nhiêu chỉ nhìn thấy kia vị nữ tử khóc chạy đi ra ngoài sở cô xem nàng chậm rãi mở miệng nói ngươi ở chỉ trích bổn vương hắn không nên theo lựa xương trong trứng gà giảng cẩm cảm thấy lượt có chút bất đắc dĩ lắc đầu giải thích nói nô tài cũng không có ý tứ này. Ý của ngươi là bổn vương hiểu lầm ngươi. Nô tài càng không có ý tứ này. Nàng thanh âm hơn cung kính, cũng càng thêm trấn định, dường như không có trình coi chuyện này tồn tại. Sở cô xem nàng này phó bình tĩnh thái độ, lại cho rằng nàng đây là ở ra vẻ trấn định, cảm thấy không khỏi nổi lên chán ghét, ngữ khí vũ phát lợi hại, không tha nhân có nửa phần thoái nhượng nông nổi, vậy ngươi là có ý tứ gì? hắn chắc chắn nàng có âm mưu quỷ kế. Giảng cẩm dữ dội vô tội. Chính là ở trướng ngoại đứng một hồi, không có nhìn đến bao nhiêu, càng không có nghe đến bao nhiêu, thế nào liền dễ dàng châm hắn lửa giận. Chẳng lẽ là đem đối mỹ nhân lửa giận di chuyển đến trên đầu nàng? Vẫn là nói, phía trước hơn nửa lần này, nàng đem hắn bình sinh cận có hai đóa hoa đào đều xem hết, hắn bởi vậy thẹn quá thành giận không nên khiêu khích nàng. Giảng cẩm càng nghĩ, vẫn là cảm thấy sau một loại tương đối đáng tin. Yến Vương đây là ở giận chó đánh mèo nàng, cho nên mặc kệ nàng đáp cái gì, cũng không đối đều là sai, chẳng không đáp. Giảng cẩm ổn định tâm thần, vũ phát trầm mặt lên. Sở cô hồi lâu chưa nghe nàng nói chuyện, mâu sắc chuyển lãnh xem nàng. Nàng chính buông xuống nghiêm mặt nhi ngóng nhìn mũi chân. Khi chân gầy mà tim, bàn chân lại đứng thập phần ổn, làm nàng dáng đứng ở cung kính bên trong cũng có một phen cao ngất nàng thái độ cứng rắn sở cô khó không có cách nào chính là lười mà thôi hồi trước hắn phong bình còn không phải như vậy kém khi lại bộ có nhất tiểu quan kêu lâm không nho trước mặt mọi người bố trí hắn không phải thời gian tiệm lâu tiếng gió truyền vào hắn trong lỗ tai hắn mặc kệ thải nhưng là sở ca tạc mau dường như không nên đi thảo ý kiến sở cô nhìn nàng phát đỉnh hoảng thanh nói phía trước ngươi xuất nhập trong rừng đi theo bổn vương mặt sau bổn vương hỏi ngươi có cái gì động cơ, ngươi không chịu đáp, bổn vương tha cho ngươi một hồi, hiện tại ngươi xuất hiện tại trướng ngoại nghe lén trình coi lại nói xạo. Bổn vương đổ muốn hỏi một chút rõ ràng, ngươi đến cùng có ý đồ gì? Giảng cẩm khóc không ra nước mắt nói. Điện hạ chắc chắn nô tài trong lòng ẩn giấu ý đồ. Sở cô trì mâu đông lạnh nàng. Hắn quán là như thế, đối mặt bất luận kẻ nào cùng sự, đều là một bộ sắc lạnh bộ mặt, liền tính là mặt nạ hiện tại cũng cùng da mặt kề cận tê không xuống hắn không có trả lời nhưng không nhất thiết phủ định lời của nàng mà này mãn trướng yên tĩnh vũ phát nhường giữa hai người không khí khẩn trương đứng lên giảng cẩm cả cười cười nói nô tài thực không có ý đồ gì nàng cảm thấy nói vẫn là nói rõ ràng cho thỏa đáng này hai lần gặp mặt nô tài cũng không có dự đoán được hội ngộ gặp điện hạ nếu nô tài biết được là như vậy kết cục từ lúc điện hạ tới phía trước liền xa xa tránh đi tuyệt sẽ không lại nhường chính mình xuất hiện tại điện hạ trước mặt sở cô chi di nghe xong mi tâm vẫn long tự hồ lại ở cực nghiêm cẩn cân nhắc nàng nói trong lời nói nhưng mà đến cuối cùng vẫn là chậm rãi nói khả bổn vương vẫn là không tin được ngươi hắn không tin giảng cẩm cũng không thể lấy đao tử đặt tại trên cổ hắn dụ dỗ đe dọa trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ nói nô tài sợ hãi nô tài thề theo như lời nhất tự vô giả. Khi ý tứ này là nói nàng nên đã nói, hắn không tin là hắn chính mình sự tình. Ngôn ngoại chi ý, chính là không có quan hệ gì với nàng. Sở cô tuy rằng không chịu sủng, nhưng tốt xấu là nhất giới vương gia, vạn nhân phía trên, kim chi ngọc diệp, tự phụ cùng tự tôn cùng sinh câu đến, ai cũng không khả khiêu khích. Trước mặt này tiểu nô tài nhưng là nha mỏ nhọn lợi thật sự, theo nhất xuất hiện tại nơi này liền luôn luôn cùng hắn chơi chữ nhiễu lai nhiễu cứ đến cuối cùng đúng là một chút tin tức đều không có hỏi ra đến sở cô ngồi ở án tiền lãnh nhìn chầm chầm nàng thon dài ngón tay không chút để ý sao bàn thanh âm vang ở yên tĩnh không tiếng động trong doanh trướng thật sự có chút bức bách nhân tâm ý tứ hàm xúc sau một lúc lâu hắn mới vừa rồi nói ấn ngươi ý tứ bổn vương như thế nào phạt ngươi cũng là bổn vương chính mình chuyện hắn lời này rõ ràng rơi xuống bộ nhi, giảng cẩm nếu trả lời là, hắn vừa vặn có lý do phạt nàng, nếu nàng bác lời này, hắn đại nhưng làm va chạm quý chủ đắc tội danh khấu nàng trên đầu. Giảng cẩm thật cẩn thận ứng đối, chậm rì rì nói. Điện hạ muốn làm chuyện gì, nô tài quản không xong. Điện hạ tính không tin cũng chẳng sao, nô tài thật sự chính là ngẫu nhiên đi ngang qua điện hạ trướng tiền, trong lòng tuyệt không nửa điểm lén lút tâm tư. Nói xong, liền nghe hắn khinh ẩn ẩn hỏi câu, bản vương tính vẫn là không tin đâu. Nói thời điểm, ánh mắt sớm u lãnh nhìn thẳng nàng, thập phần không khách khí, mà ngữ khí càng sâu, giống như theo hàng trong núi rút ra một phen kiếm, lại lợi lại lãnh. Giảng cẩm cúi đầu nói, nô tài không biết. Bên tai lại nghe sở cô ngữ điệu vừa chuyển, lạnh lùng hét lên một tiếng, trường thọ, tiến vào. Chợt theo doanh trướng ngoại đi vào đến một người, hắc y trang phục, ngũ quan phổ thông nhưng cả người có một cổ túc sát khí làm người ta vừa thấy liền sinh khiếp bước cảm giác sở cô ngữ khí thản nhiên đem người này ném tới bên ngoài lời này còn có nửa câu sau hắn không nói cố trưởng thọ cũng dĩ nhiên biết được lập tức đáp câu là chợt cước bộ hơi đổi bàn tay to do như phong lợi móc lập tức thu nạp triều nàng thám hạ trong nháy mắt đã đem giảng cẩm kiềm chế ở dưới tay động tác hành văn liền mạch lưu loát thập phần sạch sẽ lưu loát. Giảng cẩm không muốn bị trói buộc, hơi hơi từ chối hạ, kết quả trên vai lực đạo nháy mắt trọng áp, làm cho nàng mân nhanh miệng, phát không ra nhất tự. Lúc này lại nhìn chính ngồi ngay ngắn ở hắc nước sơn án biên yến vương điện hạ, môi đỏ chu sa ngọc diện, ô mô nha tấn, ẩn cho ánh đến hạ vẻ mặt vũ phát có vẻ bạc tình bạc nghĩa, cực kỳ giống âm phủ địa ngục tuyên án nhân quỷ tội phạt diêm la vương. Như vậy nhân sinh, lại thế nào hướng hắn cầu tình cũng không có. Giảng cẩm buông tha cho dãy dụa, bị trói ở doanh trướng ngoại, lúc này chung quanh tối đen, nhân đều đã ngủ hạ, bên ngoài cũng không bao nhiêu nhân đi lại, trước mắt tối đen, song nhĩ yên tĩnh, chỉ còn lại có trong trời đêm lóe ra chấm nhỏ. Nam nhân đứng lại bên cạnh, mâu như ưng lãnh, dường như nhất cử nhất động đều thu hết hắn đáy mắt. Đồng thời, cũng cự nhân cho ngàn dặm ở ngoài. Giảng Cẩm không dám cùng hắn nói chuyện với nhau, trong lòng nghĩ thoát thân biện pháp. Bất tri bất giác chung buồn ngủ đánh úp lại, một đêm không nói chuyện. Hôm sau tỉnh lại, ánh nắng đại thịnh. Bị âm ý tiếng nói chuyện bừng tỉnh, Giảng Cẩm mơ mơ màng màng mở mắt ra, trước mặt cũng một đống cung nhân, đối với nàng chỉ rõ, khe khẽ nói nhỏ. Trong ánh mắt tràn đầy khinh thường hèn mọn, càng còn nhiều mà vui sướng khi người gặp họa. Giảng cẩm biết bọn họ ở trào cười cái gì, hiện tại nàng tay chân bị thúc, rối bù, tư thế cũng chướng tai gai mắt, hơn nữa nhân lại xấu xí, không thể nghi ngờ thành vì bọn họ cười điểm. Đối với này đó trào phúng, giảng cẩm cũng không thập phần để ở trong lòng, đi đang ngồi đoan không có gì đáng sợ. Mọi người thấy nàng dáng ngồi lười nhát, vũ phát hèn mọn, nghị luận thanh càng lúc càng lớn. Lúc này vang lên một trận dồn dập trung bọc tức giận tiếng bước chân, từ xa tới gần bước đi lại. Phía sau cung nhân quay đầu vừa nhìn, nhìn thấy người tới lập tức thoái nhượng, lập tức trước mặt nhiều mở một cái nói, một cái nga hoàng mai hoa văn hoa váy thiếu nữ tư thái ngạo nghễ đi đến. Mày lệ dung, khí chất xinh đẹp, nhưng mà sắc mặt rất kém. Nàng vốn là nổi giận đùng đùng đi đến giảng cẩm trước mặt, nhìn đến nàng chật vật bộ dáng, sắc mặt hơi biến, trào phúng hừ một tiếng. Ác nhân đều có ác nhân ma, Đỗ là có người trước thay ta giáo huấn ngươi. Nàng mở đầu liền là một câu nói như vậy, mọi người cảm thấy vô duyên vô cớ, giảng cẩm cũng là hiểu rõ, nàng này nhất tao đến chỉ sợ là vì tập hương chuyện. Nghĩ vậy, ánh mắt hơi lượt, chỉ nhìn đến vài tên cao lớn thô kệch nô bộc, cũng không gặp tập hương thân ảnh. Phỏng chừng đêm qua ở nhà vệ sinh bị gió lạnh, bị bệnh. Lại hoặc là da mặt mỏng, chột dạ, tránh ở trong doanh trướng không chịu đến ác nhân đều có ác nhân ma, này tập hương vốn là cái bắt nạt kẻ yếu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng nô tài, này đều khi dễ đến chính mình trên đầu, giảng cẩm không có những đạo lý, không ngại làm một hồi ác nhân hảo sát sát nàng nhuệ khí. Hiện tại ác nhân làm đều làm, cũng không sợ người đến tìm nàng tính sổ. Giảng cẩm mỉm cười, hỏi. Tiêu tiểu thư sớm như vậy đến, có gì phải làm sao? Tiêu như thấy nàng mặt không đỏ tim không đập mạnh, trong lòng khí cực, trước mặt nhiều người như vậy, chính mình làm một cái chủ tử quyền uy cũng không thể quăng, không khỏi nâng nâng cầm, cười lạnh nói. Ngươi khi dễ ta hầu gái, ta tự nhiên là tới tìm ngươi tính này bút trướng. Giảng cẩm nói. Nô tài tự khoe là cái người thành thật, cũng không ý thế hiếp người, làm sao huống nô tài hiện tại vô quyền vô thế, làm sao dám khi dễ tiêu tiểu thư bên người hầu gái. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Tiêu như không ngốc, có thể nghe ra nàng ngôn ngoại chi ý, trước mặt một đám nô tài mặt, không khỏi bày ra một bộ đại tiểu thư cái giá, là nói bổn tiểu thư hầu gái ỷ thế hiếp người, khi dễ ngươi. Giảng cẩm vội vàng nói, nô tài không dám. Tiêu như nghe vậy, một tiếng hừ lạnh, lập tức phản bác nói. Bổn tiểu thư nhìn ngươi tâm thuật bất chính, rõ ràng rắp tâm hại người, nói xong mắt đẹp trừng, quát. Đem hắn mang đi phía sau vài tên tráng kiện nô bột tuyên quyền bắt tay áo tiến đến tróc nàng. Đột nhiên trước mặt hoành ra nhất thanh trường kiếm. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng mà rút kiếm người tự mang một cổ túc lãnh khí tức, làm người ta hoảng mà khiếp bước. Cố trưởng thọ đổ ở bọn họ trước mặt, sắc mặt tuy rằng nghiêm túc, nhưng đối với tiêu như ngữ khí vẫn là cung kính, tiêu tiểu thư, vương gia có phân phó, này nô tài ngài không thể mang đi. Hắn khí chất xa cách lạnh lùng, không phải bình thường da bột có khả năng so với. Tiêu như mắt đẹp hiếp lại, đối vài cái thô bột đúng rồi cái ánh mắt, lập tức lại nhìn hướng cố trường trường thọ khi, đáy mắt toát ra đánh giá ý tứ hàm xúc đến. Nàng đến này phía trước cũng không có chú ý nghe tôi tớ trong lời nói, nguyên tưởng rằng giảng cẩm bị áp ở đâu gia công tử ca doanh trướng trước mặt, ai biết cũng là cái vương gia. Bộ dạng này, sự tình liền không dễ làm. Tiêu như tâm tư trăm chuyển, theo sau kinh ý chuyển nhu, nhẹ giọng hỏi. Không biết là nhà ai vương gia? Cố trưởng thọ nói. Yến vương. Đúng là Yến vương. Tiêu như sắc mặt trắng nhợt, thế nhưng đến hắn màn trước mặt, đây là tạo cái gì nghiệt? Như thế nghĩ, không khỏi oán hận trành hướng giảng cẩm. Đều là thắng, lỗi. Này tiện nhân. Giảng cẩm nhận thấy được ánh mắt của nàng, khóe môi khinh hiên, không tiếng động triều nàng mỉm cười ở tiêu như xem ra khiêu khích ý tứ hàm xúc mười phần tức dẫn đến cơ hồ dậm chân mà lúc này dù sao cũng là ở yến vương màn tiền yến vương là cái gì nhân tiêu như chỉ cần nhất tưởng đến trong kinh nghe đồn liền một khắc cũng không tưởng đãi ở nơi này nhưng nàng là tiêu gia đại tiểu thư thế nào có thể thất thân phân miễn cưỡng đã khởi tươi cười tiêu như hướng tới cố trưởng thọ mỉm cười nói đã yến vương phân phó ta cũng không tốt lại nhúng tay dứt lời, sắc mặt vừa thu lại, lạnh giọng phân phó thô bột đến bên người nàng, sau mang theo một đám người phất tay áo rời đi. Mà nàng vừa ly khai, vừa mới đè nén một trận nghị luận thanh lại lần nữa đứng lên. Nhưng là luôn luôn thờ ơ lạnh nhạt cố trưởng thọ ánh mắt quét vòng, giống như tế châm bàn trực tiếp chui vào bọn họ trong ánh mắt, sợ tới mức không dám nhiều lời, ào ào chớ có lên tiếng to, CV Bilovelli to. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 19 Nguy cơ tứ phía Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Tiêu như lạnh mặt nhi trở lại doanh trướng trung, sớm có nhà hoàng chờ, phủng đi lên nhất chén trà nhỏ, lại bị nàng một tay đánh nghiêng. Trà từ vỡ vụn, tiếng vang thập phần chói tai. Nha hoàng mới tới, còn nộn, này hội sợ hãi đứng ở một bên. Tiêu như nhìn thấy nàng như vậy sợ sệt, trong lòng càng khí, Hạnh Mâu tà nghệ lạnh lùng nói: "Tiện chân, còn chờ bổn tiểu thư tự mình thu thập." Nha hoàng nghe xong lập tức tiến lên thu thập. Tiêu Như ngực Phật phòng bất định, phân phó nói: "Kêu tập hương nha đầu kia đi lại." "Là." Lập tức có người đi xuống bẩm báo. Tiêu Như chờ khi xem nha hoàng thấp kém đi phía sau lưng, gầy yếu như đậu nha, cực kỳ giống cái kia xấu xí nô tài này ý niệm cả đời xuất ra liền kích trong lòng nàng giận dữ, khí nhi vũ phát thịnh, lúc này lại ở chính mình doanh trướng trung, không chịu quy củ trói buộc, lúc này nhấc chân đá văng nàng. Tiện chân. Nàng lạnh lùng mắng. Nha hoàng ngã sấp xuống ở tràn đầy mảnh nhỏ thường, trong lòng bàn tay từng đợt đau đớn. Nàng không dám xem xét, chịu đựng ước ác khóc mắt lặp lại quỳ gối nàng trước mặt, nơm nớp lo sợ dập đầu. Tiêu như theo trong lỗ mũi phát ra thanh hừ lạnh nàng không lên tiếng nha hoàng nào dám dừng lại tiếp tục dập đầu tạ tội một hồi lâu mành bị vạch trần có cái sắc mặt kỳ kém lớn tuổi nha hoàng đi đến cũng là nhãn lực gặp không đủ không nhận thấy được doanh trung trệ lãnh không khí vừa thấy đến tiêu như ngồi ở bên cạnh bàn liền thảm nghiêm mặt nhi vẫn đáng thương bỗng chốc bổ nhào vào nàng trước mặt khóc lên tiểu thư ngài khả tính ra hầu gái liền mong chờ ngài thảo đến một cái cách nói tiêu như phiền thấu lập tức mắng. Chỉ biết khóc, còn chê ta không đủ phiền. Nếu không là ngươi, ta đường đường một cái tiêu gia đại tiểu thư, làm sao có thể bị Yến Vương kia tư đổ trở về. Tập hương sửng sốt, tiếng khóc nghẹn ngào tất cả đều đổ ở trong cổ họng, ra không được vào không được, chỉ có thể kinh ngạc nhìn nàng, trong mắt lộ ra mê mang lo sợ không yên. Này, này sao lại thế này? Thế nào cùng Yến Vương nhất lên quan hệ? Tiêu như lãnh xem trên mặt nàng mê mang, không khỏi tâm sinh chán ghét. Nàng tự khoe thông minh hơn người, thế nào bên người theo như vậy một cái không nhãn lực gặp nha hoàng, ánh mắt thiển cận không tính, đầu óc còn đặc biệt bổn. Thật sự là cũng bị nàng xuẩn đã chết. Tiêu như càng nghĩ càng giận, bỗng chốc đứng dậy đem trên bàn gì đó tảo quan. Đồ ngu. Một đám không đầu óc đồ ngu. Trong lúc nhất thời bùng bùn, được không náo nhiệt chúng nô liễm thanh nín thở, chỉ làm chính mình là ẩn hình nhân cũng không dám xuất đầu. Tập hương trong lòng cũng hoảng, nhưng ý vào chính mình ở tiêu như có thể nói thượng vài câu, cho rằng ở nhất chúng nô bột trung là cái lão nhân, chương hiển chính mình địa vị mới là. Cùng này phân tâm tư, tập hương nhất sửa phía trước khóc tan dường như sắc mặt, vội vàng đi đến bên người nàng lại dỗ nói. Tiểu thư đừng khí, mọi việc tổng có đường sống ở. Nàng gặp tiêu như hạnh mâu lãnh nghệ, nghe lên, trong lòng nhất thời vui vẻ, lại nói tiếp. Khi cẩu nô tài có thể có yến vương chống, thuyết minh thủ đoạn không đơn giản, trong đầu công công vòng vòng cũng khẳng định nhiều, giống tiểu thư như vậy băng tuyết thông thấu người, thế nào có thể cùng như vậy ác chung kiến thức. Tiêu như nghe ở bên cạnh bàn một lần nữa ngồi xuống, nhưng vẫn không hoảng quá mức, hung dữ hỏi. Ấn ngươi cách nói, ta về sau thấy hắn nhường đường. Tiểu thư ngài nhưng là kim chi ngọc diệp, địa vị khả cùng trong cung đầu công chúa hoàng tử không sai biệt lắm cái kia cẩu nô tài nơi nào đến phúc phận có thể nhường tiểu thư nhường đường tập hương ở nàng nhĩ vừa nói xong ánh mắt lướt nhẹ đứng lên nói được tốt như là chính mình giống nhau trước dỗ xong rồi tiêu như lại nói muốn hầu gái nói hắn có yến vương tráo nhưng ta cũng có trương lương kế nhường hắn ăn chút đau khổ nói tới đây tiêu như tâm tư vừa động nhưng tự hồ bỗng nhiên trong lúc đó nhớ tới nhất kiện chuyện trọng yếu mày nhất xúc vẫy tay nhường mọi người lui ra trong lúc nhất thời doanh trướng chung còn lại chủ tớ hai người tiêu như có thế này nói ra trong lòng nghi hoặc mà ta cảm thấy hắn không giống như là phổ thông nô tài nhìn luôn có chút quen thuộc nàng lần đầu tiên nhìn thấy kia cẩu nô tài liền cảm thấy không hiểu quen thuộc khả càng nghĩ nàng vẫn là đoán không ra đành phải ở ngày hôm qua yến thượng nhường tập hương lặng lẽ đi theo tưởng thăm dò hư thực. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới này cẩu nô tài thật sự là tiện, thật sự là ác, cư nhiên đem nàng bên người hầu gái đổ lên hố phân lý. Nếu không là nàng lo lắng lại phái người đi tìm, nói không chừng ngày thứ hai chuyện này đều náo loạn đi ra ngoài, người người đều biết đến nàng tiêu như bên người theo cái đầy người phẫn thối nha hoàng. Này mặt nàng thật sự quăng không dậy nổi. Nghĩ vậy, tiêu như trong đôi mắt dâng lên một chút hận ý mặc kệ có nhận biết hay không thức, này cẩu nô tài, nàng nhất định phải nhường hắn trả giá đại giới. Nhận thấy được nhà mình tiểu thư cảm xúc biến hóa, tập hương lập tức dán đi lên miệng, ở nàng bên tai liên miên lại nhảy thấp giọng nói lên. Tiêu như càng nghe càng thống khoái, trong lòng giống bị một đoàn hỏa bỏ thêm vào, bành trướng đến mức tận cùng sắp nổ mạnh, hai tròng mắt trung lại bắn ra khoái ý, cơ hồ muốn xoa tay. Yến vương doanh trướng tiền mọi người tản ra, giảng cẩm thoải mái mà thân cái lười thắt lưng bên tai vang lên nói lãnh thấp tiếng nói hiện tại theo ta đi vào gặp vương gia giảng cẩm động tác một chút lập tức chậm rãi thu tay vì sao muốn gặp hắn bởi vì đứng tư thế cố trưởng thọ theo chỗ cao nhìn xuống nàng xấu xí khuôn mặt nhưng lãnh mâu trung cũng không ghét bỏ ý tứ hàm xúc dùng giải quyết việc chung miệng nói ngươi đem vương gia cho rằng tấm một vương gia có thể mặc kệ nhưng việc khác ngươi phải cấp một cái công đạo. Nghe nói lời này, giảng cẩm tâm sinh tò mò. Sự cho tới bây giờ, nàng không nghĩ giấu giếm nữa. Đêm qua đứng lại Yến Vương trướng ngoại là vô tình, bị Yến Vương phát hiện lại vô tình, nhưng nghĩ lại nhất tưởng, Yến Vương đã từng bước ép sát, nàng thừa cơ rơi vào hắn nhà giam, vừa vặn trắng điệu tiêu như hùng hổ trướng. Nhưng là nàng không nghĩ tới sẽ bị cố trưởng thọ nhìn thấu. Này làm nô tài nhìn thấu, làm chủ tử tự nhiên sớm đã biết. Này cũng không ngoài ý muốn, dựa theo sở cô tính tình, xem cho tới hôm nay tiêu như tiến đến tính sổ này một màn, hơi động não sẽ gặp đoán được. Giảng cẩm liễm khởi tâm tư, loan môi cười, nhìn về phía cố trưởng thọ. Ngươi là làm sao mà biết được? Cố trưởng thọ lại không cần phải nhiều lời nữa, hơi hơi cúi người vạch trần trên người nàng thúc thô thằng, ngữ khí lãnh đạm nói. Đừng làm cho vương gia chờ lâu giảng cẩm theo hắn nhập sổ. Trướng mành chung quanh này khối nhi chiếu nhu hòa ánh nắng, bên ngoài động tĩnh truyền tiếng vào, nghe được lưỡng đạo bước đi không đồng nhất trí tiếng bước chân, ngồi ở hắc nước sơn án tiền làm công sở cô mí mắt nâng cũng không nâng. Bởi vì vô sự ra ngoài, chính là ở nội trướng nhàn tọa, hắn hôm nay mặc thân rộng thùng thình xanh da trời lăng đoạn áo choàng nhân chật căng ngủ quan mặt mày, ngược lại sớm này thập phần thanh tuyệt dung mạo chỉ có ba bốn phân, còn lại sáu bảy phân đều bị nghiêm túc khí chất bao vây. Giảng cẩm định rồi ổn định tâm thần, khấu đầu nói. Vương gia. Sở cô trong tay động tác một chút, chậm rãi phân phó nói. Trường thọ ngươi lui ra. Là. Cố trưởng thọ ứng thanh lui đi ra ngoài, nội trướng không có một chút động tĩnh, nhưng bên ngoài cánh rừng gió thổi tiếng vang, liệt mã chạy như bay tiếng huyết gió, cung nhân ở giữa trưa mệt trả rời lười ngữ hỗn tạp ở cùng nơi, một cổ não dũng tiến này khối địa phương. Hắn cho đây không tính là yên tĩnh bầu không khí trung các bút, trên giấy tuyên thành mặt tí khô một nửa chưa khô, cơ hồ cọ hắn xanh da trời cẩm tay áo, nhưng hắn xưa nay cẩn thận, cho chi tiết việc nhỏ thượng cũng là như thế, không chấp nhận được ra một điểm sai lầm, liền hướng lên trên vén lên nhất tiệp tay áo, tiểu khối da thịt tùy theo lộ ra. Này động tác cẩn thận, lại bị hắn làm được thập phần nhẹ nhàng chậm chạp, cực kỳ giống nhã tòa câu trên nhân phẩm trà nhàn nhã tư thái, nhưng mà hắn đến cùng không phải này đó nhàn rỗi vô sự văn nhân mặt khách, mặt mày chưa từng từng có nho nhã ôn hòa, chỉ có vô tận lãnh túc. Hắn nhìn giảng cẩm hỏi, tưởng tốt lắm. Giảng cẩm nói, vương gia hỏi cái gì, nô tài đáp cái gì. Sở cô cũng không khách khí với nàng, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vì sao liên tiếp theo dõi, thậm chí rình coi bổn vương. Giảng cẩm thề chưa từng có theo dõi qua hắn, nói trình coi càng không có, nhưng hắn làm cho nhanh, nàng phải tìm lý do, trước mắt liền nghĩ tới nhất lý do nói. Nô tài luôn luôn muốn tìm một cơ hội nói cho ngài một sự kiện. Nghe xong lời này, sở cô dường như đến chút hứng thú, ung dung nói. Sự tình gì, nói đến xem. Giảng cẩm tự hồ trong lòng vẫn có do dự, do dự sau một lúc lâu nói. Việc này nói đến phức tạp, từ lúc nô tài tiểu nhân thời điểm gia cảnh bần hàng, phụ thân sớm thệ, chỉ còn lại có mẫu thân cùng vài cái đệ đệ muội muội có một năm mùa đông mẫu thân bệnh tình nguy kịch, đệ muội lại còn nhỏ, rơi vào đường cùng nô tài đành phải đến đầu đường ăn xin. Nàng nếu dựa theo này tốc độ, một ngày đều nói không xong, sở cô liền chậm rãi ra tiếng, ngắt lời nói. Nói ngắn gọn. Giảng cẩm đem môi nhẹ nhàng mân. Chính là kia năm, nô tài ở đầu đường gặp vương gia, ngài cho nô tài một thỏi bạc nói đến này trong thanh âm tràn ngập cảm kích loại tình cảm này thỏi bạc tử đầy đủ có thể nuôi sống nô tài cùng một nhà già trẻ ba tháng thời gian nhiều năm như vậy đến nô tài luôn luôn nhớ thương ngài này phân ân tình hiển nhiên sở cô cũng không bởi vì này nói mà đối nàng sinh ra gì cảm xúc bao gồm đồng tình cùng thương hại thậm chí trong giọng nói dẫn theo điểm chất vấn ngươi chính là ngươi theo dõi lý do giảng cẩm sớm dự đoán được hắn giống như này lãnh đạm phản ứng, trên mặt lại làm bộ như sợ hãi chi trạng, vội vàng nói. Nô tài báo ân sốt ruột, bất hạnh không có biện pháp trong lòng thật sự sốt ruột, nhưng vương gia hiểu lầm. Nói xong hồi lâu, tiền phương vẫn không hề động tĩnh, Hết thảy đều im ắng. Hắn tự hồ ở đánh giá, cân nhắc, lại tự hồ ở phán định nàng trong lời nói thật giả. Giảng cẩm kiên nhẫn chờ đợi. Sau một lúc lâu, tài nghe hắn hoảng thanh nói. Thế nào bổng vương không nhớ rõ việc này? Giảng cẩm thanh âm lược hàm chua xót. Vương gia ngài thân phận tôn quý, không nhớ được nô tài loại này bần hàng tiểu nhân vật cũng là bình thường. Sở cô nhíu mi nghĩ nghĩ. Bổn vương vẫn là không tin. Bỗng nhiên nhất niệm tránh qua, hắn có thế này nghĩ tới, đêm qua ở yến thượng hắn nhìn thấy nàng đứng sau lưng sở diệu nguyên. Gầy teo nhược nhược một người, liền đứng lại một khối bóng ma nhi, trên đỉnh đầu phương huyền đèn cung đình lung lay sắp đổ, dường như nhất trụy xuống dưới có thể đập nát nàng đầu. Khuôn mặt ẩn ở đèn cung đình ánh nến trong lúc đó, xấu xí khó nén, nhưng nhất đôi mắt xinh đẹp mắt, nhất nhăn mày cười gian phím trong suốt thanh huy, làm cho người ta bỏ qua không được. Bất quá này đôi mắt theo hắn, tràn ngập giảo hoạt, cũng tràn ngập bí mật. Sở cô hỏi. Ngươi là cửu công chúa nhân giảng cẩm cũng không giấu giếm, công đạo nói. Nô mới không phải cửu công chúa trong cung, là ở tiêu nhị công tử trước mặt hầu hạ nô tài. Mấy ngày hôm trước công chúa đến tiêu nhị công tử trướng trung ngồi xuống, nhìn thấy nô tài liền thảo đi lại vài ngày. Nhưng mà lời nói này nghe được hắn trong tai, trong lòng đột nhiên khởi một chút hàng ý, ngước mắt xem nàng, phượng mâu hẹp dài, hết lên đuôi mắt lại mang không ra mảy may phong lưu miên tình, chỉ có một chút lãnh u toái quang, người ở tiêu nguyệt trước mặt hầu hạ hắn mâu trung mang theo thử hoài nghi thậm chí có ẩn ẩn vài phần âm lệ hắn loại này cảm xúc tới không hiểu giảng cẩm trong lòng hơi hơi máy động chẳng lẽ hắn phát hiện thân phận của nàng giảng cẩm tuy rằng muốn cho sở cô biết thân phận của tự mình nhưng biết sau đâu hắn đến cùng hội làm như thế nào khoanh tay đứng nhìn vẫn là giải quyết việc chung đăng báo đến hoàng đế trước mặt nếu là người trước còn không bằng không nói cho, nếu là người sau, đến lúc đó thực náo đến hoàng đế trước mặt, không chỉ có là tiêu phủ, liền ngay cả chân hầu phủ cũng mặt khó giữ được, nhưng người ngoài chê cười đường đường một cái chân hầu phủ thiếu gia đi làm tiêu gia nô tài. Nàng tuy rằng không là chân chính giảng nhị thiếu gia, nhưng giảng chiếu sên đãi nàng thật tình hảo, nàng không đành lòng nhìn hắn vì chính mình chuyện thần thương. Vô luận từ nơi nào một phương diện, nói cho sở cô chân tướng cũng không là một cái sáng suốt lựa chọn. Nhưng là nói trở về, hắn thật có lòng tư tưởng truy tra thân phận của nàng, lúc trước ở đầu đường gặp nhau khi trong lòng hắn đã có phát hiện, nhưng vẫn cứ sống chết mặt bay. Lúc trước đã lựa chọn hờ hững trời đi, hiện tại cũng không nên nhiều ra này phân nhàn tâm tư đến quản. Chẳng lẽ là bởi vì nàng là tiêu nguyệt nô tài, cho nên nổi lên cảnh giác lòng nghi ngờ. Hắn cùng tiêu nguyệt từng có chương. Nhất nghĩ tới cái này ý niệm, giảng cẩm lập tức phủ quyết. Tiểu Bạch Văn Lý Tiêu Nguyệt cũng là cái kẻ chạy cờ, cùng sở cô, vẫn là cùng nữ nhân vật chính giảng Lưu Châu căn bản đáp không lên biên. Đã không thể nào quá tiếc, như vậy hắn cảm xúc khác thường, kết quả vì cái gì? Giảng cẩm nghĩ mãi không xong, sở cô ánh mắt đã dừng ở nàng ô phát trong lúc đó, chu môi khẽ mở. Đã ngươi ở bên người hắn hầu hạ, nói vậy cũng gặp qua giảng nhị thiếu gia. Giảng cẩm nghe được trong lòng cả kinh, to, CV Bilovelli to bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 20 Bá Vương khiêu khích Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đối mặt sở cô tung ra vấn đề, giảng cẩm trong lòng cả kinh, trên mặt cũng là vẫn muốn giả bộ một bộ không hiểu bộ dáng, mỉm cười nói. Giảng nhị thiếu gia làm sao có thể ở tiêu phủ. Vương gia nói đùa. Sở cô hảo muốn biết nàng sẽ nói như vậy, cũng không có trả lời nàng vấn đề này mà là bỗng nhiên nhiêu có hứng thú hỏi ngươi nói ngươi muốn báo ân là thế nào một cái báo ân biện pháp giảng cẩm liệu không đến hắn nhanh như vậy chuyển hoán đề tài trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi lại nghe hắn nói khởi báo ân trong đầu lập tức xẹt qua tiêu nguyệt phô trương tươi cười nàng quyết định sẽ không lại trở lại bên người hắn chẳng sợ trả giá thiên đại đại giới nô tài tưởng ngay tại vương gia bên người lưu trong tương lai hoàng đế bên người, coi như là trước thời gian cùng muội phu luận bàn luận bàn, dù sao về sau đều là người một nhà. Nhưng nghĩ lại nhất tưởng, chiếu trước mắt sở cô tính tình này, liền tính là hắn lão tử làm theo một bộ mặt lạnh khổng, huống chi là những người khác. Cho nên đối với này, giảng cẩm cũng không ôm gì hy vọng. Nhưng mà nghe được nàng như vậy trả lời, sở cô dường như dự đoán được bàn, đáy mắt sao phân hiểu rõ, khoảng thanh nói, ngươi tưởng lưu cũng có thể, trước tiên ở trường thọ bên người đi theo. Nói xong, liền gọi cố trưởng thọ tiến vào. Giảng cẩm đáy lòng hơi kinh ngạc, một mặt kinh ngạc sở cô thế nhưng dễ dàng đáp ứng rồi nàng thỉnh cầu, thứ hai nàng có chút khó có thể tưởng tượng về sau cùng trong tương lai hoàng đế bên người ngày. Bất quá mặc kệ thế nào kinh ngạc, nàng lời này là đinh ở tại thiết bản thượng, thoát không xuống. Sở cô gọi cố trưởng thọ tiến vào khi nhớ tới một chuyện, Mâu quan chuyển hướng giảng cẩm Ngươi tên là gì Giảng cẩm nói Linh lung Sở cô nghe xong Phân phó cố trưởng thọ nói Hắn kêu Linh lung Về sau giao cho ngươi Dù sao có loại gì chủ tử liền Có loại gì nô tài Yến vương người này lãnh tình mặt lạnh Cố trưởng thọ cũng cũng thế Một bộ lạnh lùng gương mặt xảy ra kia Đã nháy mắt che lấp nguyên bản Tuấn tú lưu loát ngũ quan Này hội nghe được sở cô phân phó cũng không ngoài ý muốn cung kính nói là vương gia phân phó bãi hai người đi ra doanh trướng giảng cẩm hiển nhiên đối này hết thảy còn chưa có hoảng quá thần lai trong lòng tổng cảm thấy kỳ quái nhưng mà còn không có tinh tế nghĩ đến đỏ lên y thiếu niên cưỡi bạch mã đi đến trước mặt đến nàng trước mặt khi dễ dàng liền nói ra nàng sau vạt áo chợt vừa chuyển nàng cả người đều hướng hắn hắn khuôn mặt nháy mắt phóng đại hiện ra ở trước mắt một đôi nùng lệ mi, ô phát nha tấn, con ngươi nước sơn lượng, ngũ quan tuấn mỹ phô trương, thanh tú lại mỹ nhiên, hắn này trên khuôn mặt sở hữu nhan sắc đều là như vậy nùng mặt màu đậm, làm cho người ta nhìn lên khó có thể quên. Nhưng là, giảng cẩm cũng không thưởng thức này phân sắc đẹp. Giảng cẩm đối hắn tràn ngập kháng cự, nhưng trên mặt vẫn là không nhắc tới mảy may, chính là thản nhiên hỏi câu, sao ngươi lại tới đây? Nàng phía trước cũng không như vậy. Tiêu Nguyệt nghĩ rằng, này một tháng lý, nàng bị chính mình khốn tại bên người khi kia kêu một cái thuận theo, làm chuyện gì đều nghe hắn trong lời nói, hắn nói cái gì nói nàng đều gật đầu phụ họa, còn kém bị nhân kêu thành chó săn. Này hội nhưng là ngữ khí sơ đạm đến một câu, giống như đem giữa hai người khúc mắt tất cả đều lao quệt, tiêu nguyệt nghe được trong lòng thẳng bốc lửa, chỉ có một ý niệm. Không cho phép. Cho dù muốn lao quệt, cũng muốn hắn tự mình, nơi nào luôn được đến nàng. Tiêu Nguyệt khóe môi dơ lên, lộ ra một cái đại đại tươi cười, ra tới tìm chính mình cẩu, có ý kiến. Hắn nói chuyện quán là như thế này xung, tiếp tục cùng hắn nói chuyện với nhau cũng là vô tình nghĩa. Giảng cẩm mâu quan hơi chuyển, nhìn về phía tiền phương chính xoay người cố trưởng thọ. Tiêu Nguyệt nhận thấy được nàng này một lần đồng, nháy mắt hiểu không từ nổi trận lôi đình, tự tư nhiên tưởng viện binh đến, hắn có như vậy đáng sợ sao? Cũng không ngẫm lại phía trước nàng điệu trong hồ là ai cứu nàng lên bờ tiêu như như vậy phôi tâm nhãn nha đầu có thể tự mình đến bồi tội còn không phải hắn khởi tác dụng nhưng xem trước mắt thằng nhãi này rõ ràng muốn chạy trốn muốn chạy trốn thoát được ra hắn năm ngón tay sơn sao tiêu nguyệt khóe môi đại hiên bàn tay to nhanh xả cổ áo nàng tử bức bách nàng đưa không coi vào đâu từ trên xuống dưới nhìn xuống nàng mở to hai mắt xem rõ ràng da mới là ngươi chủ tử giảng cẩm nghe vậy nhíu mày trong lòng chán ghét càng đậm bất giác giật giật môi chính muốn lên tiếng thình lình hắn đầu vai đáp thượng nhất thanh trường kiếm lập tức liền nghe được nam nhân lãnh trầm tiếng nói thỉnh tiêu nhị gia buông tay tiêu nguyệt từ nhỏ bị nhân chúng tin phủng nguyệt nơi nào bị cái nô mới như vậy khinh miệt qua lúc này thân thủ phất khai đầu vai lợi kiếm nhưng mà ánh sáng chợt lóe hắn cổ chỗ đã để lưỡi dao kiếm dĩ nhiên ra khỏi vỏ ánh sáng phím ở nhận thượng đâm vào nhân chói mắt kinh hãi. Nhưng mà tiêu nguyệt đến cùng phù lãng hết sức lông bông, tự cho là thân phận tôn quý, căn bản đối hắn uy hiếp làm như không thấy, không chỉ có như thế, nhưng mà khóe môi cười hình cung tiệm khuyết, đáy mắt cười nhạo cũng thâm nùng. Hắn cười nói, ngươi đây là muốn làm cái gì? Cố trưởng thọ bất động thanh sắc đưa hắn vẽ mặt thu tẩn cho đáy mắt, thanh âm cung kính nghiêm chỉnh, chút không ra cách. Còn thỉnh tiêu nhị gia buông tay hắn để tiêu nguyệt cổ. Mà tiêu nguyệt trong tay còn cầm lấy giảng cẩm vạt áo. Ba người giằng co, hình thành một cái xấu hổ mà quỷ dị cục diện. Con ngựa tự hồ nhìn đến chủ nhân nhận đến uy hiếp, thét dài thanh, lại tí xíu đều không phá này lãnh trệ không khí, ngược lại như hãm vũng bùng, vũ phát trầm thấp. Tiêu Nguyệt nghe được hắn lời nói này, cười mà chuyển mâu, chọn nùng lệ hắc mi đem giảng cẩm ngưng, người nói ra là trả về là không tha giảng cẩm chậm rì rì nói. Còn thỉnh tiêu nhị gia buông tay. Tiêu Nguyệt hừ lạnh không đáp. Nhưng là hẹp dài đôi mắt vẫn ngưng nàng, dường như muốn trành ra một cái vĩ đại động. Cố trưởng thọ khẽ nhúc nhích lòng bàn tay, lưỡi dao rõ ràng mỏng như cánh ve, lại để ở nhân cổ chỗ khi hiện ra tối bén nhọn một mặt. Hắn lạnh lùng nói. Buông tay. Liên tục gặp tướng bức, tiêu nguyệt chỉ cảm thấy uy nghiêm bị nhục, khóe môi tươi cười có thế này dần dần lỏng, đáy mắt u quan lại bắn như mũi nhọn, bình tĩnh thanh nói. Cậu nô tài đừng tưởng rằng ngươi là Yến Vương Nhân, gia sẽ không bắt ngươi thế nào. Cố trưởng thọ môi chưa động, mặt hắn uy hiếp. Tiêu Nguyệt thấy thế, mày nhất ninh, trong lòng lại cơ hồ muốn tạc hỏa. Buông ra. Hắn hung tợn cắn răng nói. Hắn muốn cho cổ gian lưỡi giao dời, nhưng là hắn còn chưa có buông ra giảng cẩm. Cố trưởng thọ nói. Trừ phi ngài trước buông ra. Tiêu Nguyệt khí cực phản cười. Hảo hảo hảo. Đúng là nhất thời nói không nên lời nói. Cố tình lúc này cân tức so với trước kia nhậm lúc nào đều phải đại, cũng không quan tâm, lòng bàn tay nhất xả liền đem giảng cẩm hướng trong lòng mình xả một phen. Giảng cẩm thình lình té trong lòng hắn, hơi hơi trợn to mắt. Tiếp theo thuấn ấm áp bàn tay to khấu hạ, nhanh khấu nàng vòng eo, nhưng này phân độ ấm thấu tẩn quần áo, đâm đến da thịt lý, đâm đến trong cốt tủy, giống như bị hắc xà quấn thân dính ngấy buồn nôn, lại chán ghét đến cực hạn. Giảng cẩm cuối cùng khó nhịn, môi nhấp mân, buông tay. Tiêu Nguyệt cũng không quản lưỡi dao để ở đòi mạng chỗ, thủ sẵn nàng vòng eo cho nhau điều vị trí, nhưng nàng chịu này lưỡi dao uy hiếp, da cứ không phóng. Nói xong khi, đao kiếm kinh hoảng, ánh sáng tránh qua nhân mắt, cố trưởng thọ ép sát mà đến. Tiêu Nguyệt động tác nhanh một bước, dắt giảng cẩm hai ba bước đến bạch mã trước mặt, lại chạy nhanh thừa dịp cố trưởng thọ chưa đuổi theo khi, phóng ngựa xoay người cưỡi đi lên. Còn chưa có tọa ổn, lại xem giảng cẩm muốn chạy trốn, lập tức xoay người chụp tới. Đem kia nhất tiệp nguyễn nguyễn tinh tế vòng eo cúc ở lòng bàn tay, đem nhân ôm đến phía trước, hắn dính sát vào nhau nàng, không tha nàng có phần hào trốn tránh cơ hội. Ngay sau đó dây cương nhất khiên, bạch mã chạy vội. Giảng cẩm chịu đựng nên đón gió lạnh, hỏi. Muốn đi đâu? Tiêu Nguyệt không đáp, ngược lại để ở nàng bên tai khí rào rạc nói. Tiêu như quả thực chưa nói sai, ngươi chính là cái bạch nhãn lan, dưỡng không quen bạch nhãn lan. Đắc, lại là tiêu như quấy phá. Tiêu gia hai huynh muội một cái gian trá âm hiểm, một cái kiêu căng hoàng khố, quả thực là thế gia đệ tử phản diện giáo tài, giảng cẩm này hội không nghĩ nhịn nửa nhường, lúc này trả lời lại một cách mỉa mai. Ngươi chưa từng thiện tâm đối đãi qua ta. Tiêu Nguyệt liệu không đến nàng như thế trả lời, lập tức khí cực, hung tợn ép hỏi. Ngươi lặp lại lần nữa. Tuy rằng hắn ngữ khí hung, nhưng trong lời nói lại lưu có quay về đường sống, giảng cẩm cũng không lĩnh này phân tình, nói thẳng nói. Ngươi tù ta ở tiêu phủ, làm ta làm nô lệ, nơi nào đến thiện tâm. Tiêu Nguyệt con ngươi đen trợn lên, cả giận nói lão tử thật muốn tê lạng ngươi này trương tiện miệng. Không biết này đối giảng cẩm mà nói cũng không khởi cái gì tác dụng, nàng cười lạnh nói. Cứ việc thu thập. Lúc trước nàng kiên kỵ thân phận của hắn, khắp nơi thoái nhượng, nhưng là không nghĩ tới này sẽ chỉ làm hắn được một tất lại muốn tiếng một thước, sẽ chỉ làm hắn thực lấy nàng cho rằng tiêu gia nô tài tùy ý xoa nắng, căn bản không đem chân hầu phủ để vào mắt. Này còn không phải tối khí. Hắn một ngụm một cái da, này tự cao tự đại bộ dáng nhưng là cực kỳ giống kiếp trước sơ trung kia một đám bất hảo nam đồng học bọn họ ngầm lưng lão sư khi dễ nàng trêu cợt nàng lại ở lớp học cô lập nàng nhưng là bọn hắn chính là thời thanh xuân nội tiết tố ở quấy phá nội tâm cũng không ác mà tiêu nguyệt trên bản chất lại so với bọn hắn muốn ác liệt nhiều lắm kỹ vào chính mình là quý tộc giai tầng kỹ vào là hoàng thân quốc thích kỹ vào nàng bị nhốt ở hắn lòng bàn tay tránh thoát không ra liền tùy ý làm vô pháp vô thiên. Nghĩ đến đây, giảng cẩm trong lòng một trận chán ghét, thanh âm đốn lãnh. Phóng ta đi xuống. Tiêu Nguyệt giận chuyển cười lạnh, vũ phát cô nhanh nàng thắt lưng, mơ tưởng. Nói xong liền phóng ngựa chạy như bay, dơ lên từng trận yên trần. Đến bãi sang thượng khi, một đám công tử ca đang ở so với tài bắn cung, không khí hết sức hoạt bát, có người mắt sắc theo trong đám người vọng đi qua, liền gặp Tiêu Nguyệt phóng ngựa mà đến, một tòa bạch mã, thiếu niên hồng y bay lên, tiên y giận mã, rất là tuấn tú phong lưu. Người này bận hô. Tiêu nhị ca đến. Một đám công tử ca nhàn rỗi không có việc gì, ào ào quay đầu nhìn lại. Chờ con ngựa gần, nhân cũng một khối gần, thiếu niên nhóm trong tầm mắt chiếu ra hai mặt bóng người. Di, tiêu nhị ca phía trước cư nhiên còn ôm một người. Cũng không phải là, ta cũng nhìn thấy, thật sự là ngạc nhiên trong đó một người nhìn chăm chú nhìn kỹ buồn bực nói còn giống như là cái nam kỳ quái chúng ta này đôi nhân bên trong chỉ có hắn tối chán ghét này long dương không khí thế nào hôm nay cá tính tình đại biến cùng nhất nam như vậy vô cùng thân thiết nói đến này mọi người trong ánh mắt rơi xuống phân kinh ngạc tò mò càng sâu ở bọn họ trong mắt tiêu nguyệt đang cùng một cái nam khanh khanh ta ta vô cùng thân thiết nằm cùng nơi nhưng mà trên thực tế cũng không như vậy một hồi sự này một đường cưỡi ngựa đi lại, hai người tranh cãi không ngừng, mùi thuốc súng mười phần. Đến xuống ngựa thời điểm, giảng cẩm là bị tiêu nguyệt ngạnh sinh sinh kéo xuống đi, hắn này trong lòng tức giận luôn luôn lẻn đến tứ chi bách hải, động tác không khống chế tốt, nhất thời mảnh chút, liền vô ý nhường giảng cẩm ngã ở tại thượng. Tiêu Nguyệt theo bản năng đi phủ, nhưng vừa nghĩ lại, trong tay động tác một chút. Lúc này, phía sau bỗng nhiên vang lên nhất đạo thanh âm nhị ca đến vừa vặn chạy nhanh đi sát sát thất điện hạ uy phong nói chuyện khi liền có nhất nga hoàng cẩm váy thiếu nữ đi rồi đi lên tươi cười trong suốt ánh mắt tha thiết bắt đầu khởi động vui sướng sắc đúng là tiêu như o cv below valley day bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video